Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp được phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi trên trang web của truyền hình Quốc hội tại địa chỉ quốc hội.tv.vn hoặc trên trang fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức chăm sóc sức khỏe, và thưa quý vị, khô mắt cũng như là thoái hóa điểm vàng thì là những cái bệnh phổ biến hiện nay ở người cao tuổi. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương thì Việt Nam có đến từ 4 đến 6 triệu người bị khô mắt ở các mức độ khác nhau, gặp ở nhiều người cao tuổi và những người ở độ tuổi mãn kinh, hay là những người làm việc ở văn phòng có độ ẩm thấp hoặc là đọc viết ở cường độ cao kéo dài. Những người mà sau điều trị phẫu thuật khúc xạ hoặc là đục thủy tinh thể thì cũng có thể gặp phải tình trạng này. Bệnh thoái hóa điểm vàng thì khiến cho người bệnh giảm khả năng nhìn, hình ảnh bị nhợt nhạt và méo mó. Nếu như không được điều trị kịp thời thì thị lực sẽ suy giảm dần, thậm chí là dẫn đến mất thị lực. Omega 3 từ lâu cũng đã được chứng minh là có tác dụng tốt đối với sức khỏe của mắt và đối với tất cả mọi người, đặc biệt là tốt đối với trẻ em và người cao tuổi. Với người bình thường thì bổ sung omega 3 giúp duy trì sức khỏe của mắt, bảo vệ mắt khi phải tiếp xúc nhiều với cả màn hình ánh sáng xanh, và omega 3 còn có tác dụng đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi trong việc phòng ngừa và điều trị khô mắt, thoái hóa điểm vàng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các sản phẩm omega 3 từ hàng nội địa đến hàng xách tay và không phải loại nào cũng tốt như nhau. Ngoài ra, nếu như mà sử dụng các sản phẩm nhái kém chất lượng thì sẽ dẫn đến các hậu quả xấu đối với sức khỏe. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách lựa chọn các loại omega 3 tốt giúp cải thiện phòng ngừa bệnh khô mắt và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi, cùng với sự tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực, nguyên bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Thành. Và để có thể đặt câu hỏi với bác sĩ thì quý vị đừng quên gọi về hai số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chúng tôi, số máy 0827-365-365 và 0826-365-365. Xin được nhắc lại hai số điện thoại 0827-365-365 và 0826-365-365 để có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ. Và trước tiên thì cũng xin được cảm ơn bác sĩ cũng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình Quốc hội. Xin chào chị Hương Quỳnh. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Hương Quỳnh xin được một lần nữa chia sẻ lại số điện thoại đường dây nóng quen thuộc để giúp quý vị có thể kết nối trực tiếp với bác sĩ Vũ Văn Lực, số máy 0827-365-365 và 0826-365-365. Omega 3 Vinza hân hạnh đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Đây là một sản phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu omega 3 dạng triglycerid với độ tinh khiết cao, nhập khẩu trực tiếp từ Na Uy với hàm lượng DHA và EPA cao. Viên nang mềm omega 3 Vinza không chỉ chứa DHA và EPA mà nó còn có kích thước nhỏ là 670mg cho một viên, rất là dễ uống, đặc biệt là đối với trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinza bổ sung omega 3 dạng triglycerid giúp cơ thể giảm nhẹ bệnh và phòng ngừa được các bệnh liên quan đến mắt ở người cao tuổi như là khô mắt, thoái hóa điểm vàng, những người bị mỏi mắt, thường xuyên tiếp xúc với nhiều ánh sáng xanh. Omega 3 Vinza được khuyên dùng trong các trường hợp như là người có các vấn đề về mắt, thoái hóa điểm vàng, khô mắt, mỏi mắt, hay là những người phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh, tức là các thiết bị điện tử. Ngoài ra thì sản phẩm này còn được khuyên dùng để giảm nhẹ bệnh và phòng ngừa các biến chứng liên quan đến tim mạch như là mỡ máu cao, huyết áp cao hay là huyết khối, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, suy tim, và cũng dùng tốt cho những người cần tăng cường trí nhớ, phòng ngừa các chứng bệnh suy giảm trí nhớ, giảm sút trí tuệ. Và được dùng cho trẻ nhỏ trong quá trình chúng ta đang đi học để có thể bổ sung omega 3 tăng cường trí thông minh và bảo vệ mắt. Ngoài ra thì đối với phụ nữ mang thai đang cho con bú thì cũng có thể sử dụng được omega 3. Và hiện nay thì omega 3 Vinza có giá bán là 249.000 đồng cho một lọ 100 viên. Đặc biệt trong ngày hôm nay thì nhà tài trợ dược phẩm Vinza cũng dành riêng 100 suất khuyến mãi ưu đãi đặc biệt cho 100 khách hàng đầu tiên của chương trình gọi về tổng đài hotline 1900 1259 hoặc 0896 509 509. Theo đó, khi mua 2 hộp omega 3 Vinza thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Xin được nhắc lại số hotline 1900 1259 hoặc 0896 509 509. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bác sĩ, khô mắt hay là thoái hóa điểm vàng cũng là những cái bệnh lý rất là quen thuộc đối với người cao tuổi và những cái người mà đang có cái dấu hiệu về lão hóa, và cũng không những là nó ảnh hưởng đến sức khỏe rồi ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mà nó cũng có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm và có thể dẫn đến mù lòa. Vậy thì cái bệnh khô mắt và thoái hóa điểm vàng là gì? Nó nguy hiểm như thế nào và đâu là nguyên nhân dẫn đến những cái chứng bệnh này? Thì rất mong bác sĩ có thể giải thích kỹ hơn đối với các quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình ạ. Dạ vâng. Nói đến cái bệnh khô mắt và thoái hóa điểm vàng thì nó cũng là cái bệnh mà rất là quen thuộc.
Và cái bệnh này thì nó là cái bệnh mà đặc trưng ở người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên thì ngày nay thì cái nhiều bạn trẻ cũng bị mắc cái bệnh này do liên quan đến cái việc mà chúng ta tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử như là máy tính rồi điện thoại hay là xem nhiều về tivi, thì đấy là những cái giới trẻ cũng rất là dễ mắc. Thế thì cái trước tiên tôi xin nói về cái khô mắt. Thế thì cái khô mắt tức là bình thường cái nước mắt chúng ta được cái tuyến lệ bài tiết ra. Tức cái tuyến lệ nó nằm ở cái các cái kết mạc bờ mi ấy, thì nó tiết ra cái nước mắt để giúp làm gì? Để giúp là thứ nhất là dinh dưỡng cho giác mạc. Bởi vì chúng ta biết rằng giác mạc là không có mạch máu, không có mạch máu nuôi. Và để mà dinh dưỡng cho giác mạc ấy, thì chính là cái nước mắt. Và khi mà chúng ta nháy mắt thì cái nước mắt được láng ở trên bề mặt của giác mạc thì giúp cho dinh dưỡng cho giác mạc. Thì đấy là cái dinh dưỡng cho giác mạc. Cái thứ hai nữa là cái nước mắt nó còn tác dụng là giúp để bảo vệ cái bề mặt nhãn cầu. Tức là khi mà chúng ta nháy mắt ấy, thì đồng thời nó đẩy đi những cái bụi này, bẩn này. Thế rồi những cái vi khuẩn, những cái ký sinh vật mà nó bám ở trên bề mặt của cái bề mặt nhãn cầu đấy sẽ bị đẩy trôi đi. Vì thế chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có một cái dị vật gì ở mắt chúng ta rất là khó chịu. Thế nhưng nhờ có nước mắt, nhờ có cái tuyến lệ nó bài tiết nước mắt mà nó có thể đẩy trôi đi cái các cái dị vật đấy làm cho mắt của chúng ta dễ chịu. Thế rồi cái nước mắt nó có tác dụng, ngoài trong cái nước mắt đấy nó còn có các cái hóa chất và vì thế nó có thể là tiêu diệt được các cái tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn hay virus, ký sinh vật vân vân. Thì phải nói rằng cái nước mắt nó có rất nhiều những cái vai trò, nó vừa là dinh dưỡng này, vừa là các cái yếu tố để bảo vệ cho cái nhãn cầu. Và khi mà chúng ta bị khô mắt thì nó có hai cái nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khô mắt, thường nó có hai cái yếu tố, là thứ nhất là do chúng ta không tiết đủ nước mắt. Và trường hợp thứ hai là có tiết đủ nước mắt thế nhưng mà cái chất lượng của nước mắt nó không đạt yêu cầu. Thì nó cũng gây tình trạng là khô mắt. Và khi mà nó không tiết đủ nước mắt thì có thể do rất nhiều các bệnh lý như là viêm kết mạc, viêm giác mạc này, hay là do các cái bệnh về dùng thuốc này, hay dùng một số thuốc nó gây tình trạng là giảm tiết nước mắt. Thế thì nó sẽ khi mà nước mắt nó tiết ra không đủ thì dẫn tình trạng là khô mắt, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, chúng ta nháy mắt rồi cảm thấy rất là bận bịu đấy, rồi thậm chí là đỏ mắt và nguy cơ bị viêm kết mạc, viêm giác mạc rất là cao. Cái lý do thứ hai nữa đó là chúng ta tiết đủ nước mắt nhưng mà cái nước mắt đó không đảm bảo được các cái chất lượng, như là chúng ta biết rằng là trong cái nước mắt nó có ba cái lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp ngoài cùng là cái lớp mỡ. Lớp mỡ này để nó làm cho nước mắt nó ít đỡ bay hơi, và khi nó bay hơi ít hơn ấy thì nó sẽ tránh tình trạng được khô mắt. Cái lớp thứ hai là cái lớp nước, và lớp thứ ba đó là các cái dưỡng chất. Thế thì cái lớp nhầy đấy nó cũng bám vào trên bề mặt của giác mạc nhãn cầu, thì nó làm cho cái nó giữ ẩm cho cái bề mặt của nhãn cầu được tốt hơn. Và nếu nước mắt mà được bài tiết ra mà có các cái thành phần nó không được đủ đầy đủ chất lượng, không được đảm bảo chất lượng, thì nước mắt nó rất dễ bay hơi, nhanh bay hơi đi, và thì tình dẫn tình trạng là khô mắt. Thì đấy là cái tác nhân, đấy là cái bệnh khô mắt và tình trạng là cái tác nhân dẫn đến khô mắt. Thế còn thoái hóa điểm vàng hay còn gọi là thoái hóa hoàng điểm ấy, thì là một cái bệnh mà chủ yếu là do lão hóa ở cơ thể. Chúng ta biết rằng là cái điểm vàng hay là hoàng điểm là một cái vị trí rất quan trọng của giác mạc. Đây là cái vị trí mà tập trung khoảng, người ta tính rằng khoảng hàng triệu các cái tế bào thần kinh, là tế bào cảm quan mà chúng ta giúp cho khi mà ánh sáng, hình ảnh mà chiếu vào mắt thì cái điểm vàng này hay là cái hoàng điểm này nó tiếp nhận ánh sáng, nó rất nhạy cảm về ánh sáng rồi hình ảnh, và nó phân biệt rất là rõ màu sắc, rồi các cái độ tương phản của các cái màu là chúng ta biết rõ là màu gì, sáng hay là tối, màu xanh hay màu đỏ, màu vàng vân vân. Và sau khi thông tin tiếp nhận được ở cái hoàng điểm này thì nó được truyền vào theo hệ thần kinh thị giác để lên vỏ não để xử lý thông tin, và qua đó chúng ta giúp cho mắt cơ thể chúng ta là nhìn thấy được mọi vật. Thế thì khi mà bị thoái hóa hoàng điểm, tức là cái điểm vàng này ở một số người mà do lão hóa cơ thể này, do tuổi tác này, thì các cái tế bào thần kinh ở cái điểm vàng này nó bị thoái hóa đi, và nó gây ra tình trạng, nó gây ra những bệnh cảnh là suy giảm thị lực do thoái hóa hoàng điểm.
Thế thì đấy là cái tình trạng là thoái hóa hoàng điểm. Thế thì các cái nguyên nhân gì dẫn đến hai bệnh cảnh là khô mắt, thoái hóa điểm vàng thì nó có, như tôi đã nói, đấy là các cái tác nhân trực tiếp, còn các bên cạnh đó có cái yếu tố nguy cơ. Và thấy rằng là tuổi tác là yếu tố nguy cơ đầu tiên, đây là quá trình lão hóa ở cơ thể. Thì người thấy rằng những người mà trên 65 tuổi thì phải đến khoảng 10-12% những người bị trên 65 thì trên 65 tuổi là bị mắc cái chứng là mắc cái tình trạng là thoái hóa điểm vàng. Dạ. Nhưng nếu như mà cái độ tuổi mà tăng lên 75% 75 tuổi trở lên ấy, thì cái tỷ lệ bị thoái hóa điểm vàng nó lên đến 75 lên đến 30%, nhưng mà tỷ lệ tăng rất cao. Nhưng phải nói rằng là cái thoái hóa điểm vàng, thoái hóa hoàng điểm này hay như khô mắt, nó liên quan rất lớn đến cái lão hóa cơ thể. Cái đối tượng thứ hai đó là những người mà làm việc tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh như là màn hình máy tính, điện thoại hay là tivi. Là đặc thù một số người công việc là chúng ta làm việc trong cái điều kiện là suốt ngày chúng ta làm việc trên màn hình máy tính này thì nó cũng nguy cơ rất là cao, dẫn đến tình trạng khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Thế rồi một đối tượng nữa mà tôi phải nói đến đó là những người mà tiếp xúc nhiều với ánh sáng mà có cường độ lớn. Chẳng hạn như là chúng ta đi ngoài trời có trời nắng to này, trời nắng mà những thời điểm mà Hà Nội mà có thời điểm nắng đến 40 độ, 39, 40 độ này, thì nó rất là nguy cơ rất là cao bị thoái hóa điểm vàng và khô mắt. Thế rồi những công nhân mà làm việc ở những cái môi trường mà tiếp xúc ánh sáng cao như là những công nhân ở thợ hàn thì tiếp xúc ánh sáng lớn như vậy thì nó cũng rất là nguy cơ cao bị khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Thế rồi những học sinh ngày nay cũng bị rất là cao, là cái yếu tố mà cũng người ta thấy rằng là cũng tác động rất lớn, đó là chúng ta sử dụng điện thoại nhiều, thế rồi sử dụng máy tính nhiều, nhất là thời điểm hiện nay chúng ta đang phải học online rất là nhiều thì cái yếu tố về sử dụng thiết bị điện tử. Thế rồi những người bị cận thị, rồi loạn thị, nó cũng nguy cơ rất là cao dẫn đến tình trạng khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Thế rồi những người mắc cái bệnh lý tại mắt như là viêm kết mạc này, viêm giác mạc này, hay là viêm ống mắt vân vân, những bệnh lý tại mắt thì cũng nguy cơ rất là cao. Và những người mắc các bệnh lý toàn thân như là bệnh tiểu đường, rồi tăng huyết áp, rồi bệnh tăng nhãn áp vân vân, thì đấy là những cái bệnh lý. Rồi bệnh ba sờ đô, rất nhiều bệnh lý nó lại gây tình trạng là khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Thế thì để mà dự phòng các bệnh như này thì tôi phải nói rằng là có những cái yếu tố chúng ta không thể dự phòng được như là yếu tố tuổi tác, tức là do cái lão hóa cơ thể, nhưng mà có rất nhiều yếu tố chúng ta có thể dự phòng được, chẳng hạn như chúng ta hạn chế tiếp xúc với ánh sáng có cường độ lớn này, chẳng hạn như đi ra ngoài trời chúng ta đeo kính râm này, hay là trong những công nhân mà làm việc ở những công nhân mà thợ hàn ấy, thì chúng ta có thể có cái kính bảo hộ này, rồi những học sinh mà phải học đặc thù học sinh, hoặc là những nhân viên văn phòng mà làm việc nhiều tiếp xúc với máy tính thì chúng ta phải có thời gian để nghỉ ngơi. Và lời khuyên rằng là chúng ta sau mỗi 30 phút đến 1 tiếng chúng ta tiếp xúc với màn hình chúng ta có thể nghỉ ngơi. Đấy là những biện pháp mà đơn giản chúng ta có thể dự phòng được những cái chứng khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Thế rồi chúng ta phải điều trị sớm những bệnh lý về mắt như là viêm kết mạc, viêm giác mạc, hay là tình trạng mà bị chấn thương mắt, những cái chấn thương nhẹ chúng ta mà có thể gây ra xước giác mạc hay là xước cái kết mạc thì chúng ta phải đi khám và điều trị sớm để tránh cái tình trạng nó gây ra bệnh lý tại mắt, nó gây ra tình trạng là khô mắt và thoái hóa hoàng điểm. Thế rồi những cái bệnh lý toàn thân như là tiểu đường này, huyết áp này, rồi rối loạn chuyển hóa lipid máu này, hay là những người thừa cân béo phì là chúng ta phải điều trị sớm những bệnh đấy để mà tránh những cái biến chứng là gây tình trạng là khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Thế đấy là những cái biện pháp mà chúng ta có thể dự phòng được. Thì qua đó chúng ta một biện pháp nữa tôi cũng rất là khuyên rất nhiều những bạn trẻ mà bị khô mắt thoái hóa điểm vàng là chúng ta phải bổ sung thêm các vitamin và dưỡng chất. Và cụ thể ở đây là chúng ta phải có chế độ ăn đầy đủ vitamin dưỡng chất như vitamin A, vitamin D. Thế rồi bổ sung các cái lutein, rồi quercetin, và đặc biệt nữa là chúng ta có thể là nhỏ các cái nước mắt nhân tạo để làm khô mắt, để giải quyết tức thời khô mắt, và bổ sung omega 3 hàng ngày để giúp cho bảo vệ mắt và giúp cho giảm cái tình trạng, giảm nguy cơ khô mắt và thoái hóa điểm vàng. Thì đấy là những một số các cái biện pháp mà chúng ta có thể dự phòng. Dạ vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là cái thoái hóa điểm vàng nó cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của cuộc sống đúng không ạ? Như chúng tôi cũng đã chia sẻ từ đầu thì đối với thoái hóa điểm vàng nó có thể làm sai lệch cái màu sắc của hình ảnh này, méo mó hình ảnh, và thậm chí nếu như chúng ta không điều trị kịp thời, không có những cái biện pháp chăm sóc thì nó có thể dẫn đến mù lòa. Đó là những cái vấn đề nặng nhất. Ngoài ra thì đối với cái khô mắt cũng là một tình trạng mà có lẽ là nó không chừa bất cứ một ai, đặc biệt là trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà chúng ta sử dụng máy tính, những cái thiết bị điện tử có quá nhiều ánh sáng xanh thì
thì nó cũng làm ảnh hưởng đến mắt của chúng ta và từ đó thì làm cho thị lực của chúng ta kém đi, làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống, chất lượng của công việc. Chính vì vậy mà ngay bây giờ thì có lẽ mỗi người trong số chúng ta cũng cần phải học cách thức để có thể chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với mắt một cách tốt hơn. Và thưa bác sĩ, như bác sĩ cũng vừa mới nói là ở trong nước mắt thì nó cũng sẽ có những cái chất dinh dưỡng để nuôi cái, tức là để chăm sóc cho cái đôi mắt của chúng ta và để giúp cho cái đôi mắt của chúng ta cũng tinh anh hơn. Và như Hồng Quỳnh được biết thì thường đối với cả mọi người, nếu như mà gặp phải những vấn đề về mắt hay là kiểu hay bị mệt mắt, mỏi mắt khi mà đi ra ngoài hàng thuốc thì bao giờ mọi người bảo là bán cho hộp omega 3. Ngày xưa thì hay gọi nôm na nó là dầu cá. Thì không biết là đối với cả cái omega 3 thì nó sẽ có công dụng như thế nào đối với sức khỏe của đôi mắt, cũng như là trong cái câu chuyện chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt để tránh cái thoái hóa điểm vàng hay là khô mắt ạ? À, đúng vậy. Cái omega 3 thì bản chất là các cái axit béo không no. Và có hai, có ba cái thành phần chính. Tôi phải nói là có ba cái thành phần chính là cái DHA, EPA và ALA. Dạ. Thế thì tuy nhiên thì đối với tác dụng với mắt thì lại cái DHA là tác dụng mà nó vượt trội ở mắt. Tại sao như vậy? Là bởi vì chúng ta biết rằng ở cái điểm vàng như tôi vừa nói, nó tập trung hàng triệu các cái tế bào thần kinh, các cái tế bào thần kinh cảm quan mà nó tập trung ở cái điểm vàng đấy để nó tiếp nhận hình ảnh, rồi tiếp nhận ánh sáng, rồi xử lý hình ảnh và truyền hình ảnh đó theo các dây thần kinh thị giác để về vỏ não để xử lý thông tin. Thế thì ở cái thành phần DHA đấy nó chiếm tỷ lệ rất cao ở các cái tế bào thần kinh ở thị giác, ở tế bào thần kinh ở võng mạc. Và vì cái lý do như vậy cho nên là khi mà chúng ta cung cấp đầy đủ các cái DHA thì sẽ giúp cho cái giảm được cái tình trạng là thoái hóa điểm vàng. Và qua đó sẽ làm giảm cái nguy cơ kể cả từ khô mắt rồi thoái hóa hoàng điểm và giảm được cái tình trạng là bị mù lòa. Thì đấy là cái tác dụng của omega 3. Thì trước đây thì cái thành phần omega 3 là khi ta nói dầu cá, dầu cá thì chính cái dầu thực ra nó chỉ là dầu gan cá thôi. Thì dầu gan cá thì trong đó nó có chủ yếu là vitamin A, vitamin D. Vitamin AD. Thế còn cái omega 3 thì bản chất của nó lại có thể gồm cả cái dầu gan cá và lại các cái loại axit béo không no nữa. Và vì thế mà nó tác dụng của nó tốt hơn nhiều so với lại cái dầu cá đơn thuần. Thế về tác dụng mà như tôi đã nói rồi, tức là những cái tế bào thần kinh ở võng mạc mắt thì nó có chứa phần rất là lớn là cái thành phần omega 3. Vì thế sử dụng omega 3 nó rất là tốt để bảo vệ mắt, giúp cho tình trạng là giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Và ngoài ra thì omega 3 nó còn tốt cho cái tình trạng, ở đây người ta tôi nói thêm rằng là nó có thành phần để nó kháng viêm nữa. Mà người ta thấy rằng là đối với những trường hợp mà bị khô mắt ấy, là lại nguyên nhân lại do viêm. Do tăng tiết những cái yếu tố như các cái cytokine, nó làm cho gây cái phản ứng viêm ở mắt, làm cho giảm bài tiết nước mắt. Thế thì cái omega 3 này nó tác dụng là kháng các cái phản ứng viêm đấy. Và vì thế nó sẽ làm cho cái phản ứng viêm nó không xảy ra và qua đó nó giảm nguy cơ bị khô mắt nữa. Thì để thấy rằng là omega 3 nó vừa có tác dụng là chống khô mắt, vừa có tác dụng là giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Thế rồi nó còn tác dụng toàn thân nữa. Chẳng hạn như omega 3, như tôi đã nói rằng một số bệnh toàn thân như tăng huyết áp này, hay là rối loạn chuyển hóa lipid máu này, thì cái omega 3 nó cũng tác dụng là giảm, giúp hạ huyết áp, giúp giảm được cái tình trạng là giúp hỗ trợ điều trị cái rối loạn chuyển hóa lipid máu. Và qua đó những cái bệnh cảnh đấy mới được cải thiện, thì nó cũng tác dụng là giảm được các cái nguy cơ gây ra bệnh lý ở mắt như là thoái hóa hoàng điểm. Thế thì để thấy rằng là ngoài tác dụng tại chỗ tại mắt ra thì nó cũng có tác dụng toàn thân nữa, để giảm các cái bệnh lý làm tăng nguy cơ gây ra cái tình trạng bệnh lý ở mắt như là khô mắt hay là thoái hóa hoàng điểm. Dạ vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là đối với omega 3 thì như bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ rồi, cái thành phần của nó thì có chủ lực là cái DHA, EPA và ngoài ra thì nó cũng sẽ có một số những cái dưỡng chất khác để giúp cho cái đôi mắt của chúng ta cũng sẽ hấp thu được các chất dinh dưỡng một cách tốt hơn. Chăm sóc đôi mắt cũng là để tránh gặp phải những cái biến chứng liên quan đến thoái hóa điểm vàng hay là liên quan đến mờ mắt, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý vị đang quan tâm đến sức khỏe của đôi mắt và cũng như là sức khỏe cơ
thể này, rồi chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau từ đầu chương trình rồi, omega 3 cũng dùng phù hợp đối với những phụ nữ đang mang thai hay là đối với trẻ em đang ở trong lứa tuổi đi học, cần bổ sung omega 3 để có thể có một cái trí thông minh tốt hơn, trí nhớ tốt hơn, thì quý vị có thể tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là đối với thông tin mà bác sĩ Vũ Văn Lực cũng sẽ đưa ra tư vấn cho từng trường hợp bệnh cụ thể. Quý vị đừng quên gọi về số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chúng tôi, số máy 0827 365 365 và 0826 365 365. Tại đây thì bác sĩ cũng sẽ lắng nghe từng trường hợp bệnh và cũng sẽ đưa ra những cái lời khuyên phù hợp. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, nhanh chóng kết nối với chương trình là cô Quyền ở Vĩnh Phúc, có số điện thoại những số cuối là 5880. Năm nay thì cô Quyền 69 tuổi rồi và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những vấn đề mà cô đang gặp phải ạ. Chương trình xin chào cô Quyền ạ. Vâng ạ, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng. Cô ơi, cô cho con hỏi là hiện nay thì tình hình sức khỏe của mình ra sao? Cô có bệnh lý nền gì không? Và với đôi mắt của mình thì như thế nào ạ? Nó còn tinh anh, còn sáng rõ hay không ạ? Tôi là bị bệnh nền là tôi bị u não rồi, đã đi phẫu thuật một lần và đi xạ phẫu lần thứ hai. Dạ. Nhưng mà cái não của tôi nó không lấy được tiết chân ra, trong hiện tại bây giờ trong đầu là vẫn cứ còn u não và nó vẫn cứ phát triển nhưng mà nó vẫn chậm thôi ạ. Dạ. Cái thứ hai là tôi bị bệnh nền về tim, thế tôi hẹp động mạch vành tim nhưng mà là bị phóng vỏ đỗ nên không đặt pen được, phải điều trị nội khoa. Thế mà tôi trong đấy thì bệnh án thì tôi thấy là ghi là tôi bị rối loạn nhịp tim này, rối loạn lipid máu này, thế và rối loạn thần kinh thực vật này, đấy là dạ. Cái bệnh án, bệnh nền của tôi mà có như thế. Thế và đối với mắt ấy, thì tôi đã bị mờ mắt và tôi đã thay đục tinh thể bên là bên trái rồi, ở viện mắt trung ương rồi. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ tôi thấy là nó cứ mờ mắt, mắt nó cứ nhẹ đi mà nó cứ mờ lắm, có lúc không nhìn thấy gì cả, nhìn nó cứ là mờ như xương ở mắt ấy. Thế mà dạ, nó cứ nổi đom đóm với cái kiểu nốt chấm dơm nó nổi xung quanh lên. Thế mà nhiều lúc là kiểu như là nó chóng mặt, thế rồi kiểu như là nằm cứ mà cứ thay đổi thế một cái là nó cứ choáng váng hết người ấy. Thế tôi muốn hỏi bác sĩ xem là bác sĩ tư vấn cho tôi trong cách trị như thế nào cho nó và thành cảm. Dạ vâng. Xin chào bác. Với cái bệnh cảnh của bác thì quả thật là một bệnh cảnh ở người cao tuổi, tức là mình bị cùng một lúc mà rất là nhiều bệnh, tức là đa tính chất, là đa bệnh lý. Thế thì thứ nhất là cái bệnh u não của bác đã đi phẫu thuật nhưng mà như bác mô tả ấy, thì chưa lấy được hết cả cái tế bào khối u và hiện tại nó vẫn còn nhỏ nhưng mà nó diễn biến chậm, thì cái đấy cũng là một cái mừng. Bởi vì thực ra cái tối u ở trong não bác ạ, là việc mà phẫu thuật để lấy hết được nó không phải là dễ, nó còn tùy thuộc vào cái vị trí cũng như tùy thuộc vào cái giai đoạn của khối u nữa. Nhưng mà mình mà lấy được ở mức độ mà nó còn ít như vậy và nó diễn biến chậm như vậy cũng là một cái điều may mắn rồi. Thế cái thứ hai là bác có bệnh lý ở tim cũng rất là phức tạp ở người cao tuổi, là bị cái nhồi máu cơ tim, hẹp động mạch vành, nhưng mà đợt mạch vành đấy này, như bác có nói rằng nó là xoắn cho nên là không đặt stent được mà chỉ điều trị nội khoa thôi. Thì cái này thì nó chỉ là cái hẹp động mạch vành thì mình điều trị nội khoa được, chứ nếu không may mà nó bị nhồi máu thì cũng rất là khó. Thì trường hợp này thì bác phải tuân thủ thuốc điều trị thôi chứ không còn cách nào khác cả nhé. Đối với bệnh tim cũng như là cái u não thì bác phải đi khám và điều trị tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Còn một cái nữa là ở mắt thì bác đã mổ mà đục thay thủy tinh thể rồi. Và hiện nay thì mắt của bác cũng đã mờ và nó nhòe. Nhiều lúc thì như bác nói có hoa mắt rồi nhòe không nhìn thấy gì. Thì cái này nó cũng là một cái bệnh cảnh ở người cao tuổi, kể cả bác không có bệnh lý gì, ở nhiều người ở tầm 70, 69, 70 tuổi thì cái mắt nó cũng bị nhòe và nhiều người cũng có hiện tượng là vẩn đục dịch kính và nó gây ra hội chứng là ruồi bay, nó cũng gây rất là khó chịu. Thế rồi chưa nói đến bệnh lý, là người ta đã thế rồi, trường của bác đây lại đi phẫu thuật, đã thay thủy tinh thể rồi mà lại có rất nhiều các bệnh lý khác nữa như bệnh tim mạch rồi bệnh u như vậy, thì những tất cả những bệnh đấy nó đều ảnh hưởng đến cái thị lực của bác. Và về điều trị cái mắt như thế này thì phải nói với bác rằng rất là khó để mà có cái biện pháp nào điều trị nó triệt để được. Thì những cái biện pháp điều trị ở đây thì chỉ có cố gắng làm sao cho cái diễn biến của nó không bị nặng thêm mà thôi.
thì như bác đã nói rằng là mình đã bị đục thủy tinh thể rồi, nhưng cái đục thủy tinh, cái thủy tinh thể khi mà đục cái thủy tinh thể đã bị đục rồi thì nó không có thuốc nào để làm cho nó sáng lên được, và mình chỉ cố gắng là dùng thuốc hỗ trợ, thế rồi thực hiện các điều trị cái bệnh lý toàn thân, bệnh lý nền để cho cái tình trạng mà đục nó không diễn biến nặng hơn thôi. Thế còn trường hợp xấu nhất thì vẫn phải đi phẫu thuật để thay thủy tinh thể, như bác đã thay một bên rồi, thì còn một bên nữa thì tùy đến mức độ, thì có thể là nếu mình không nhìn thấy gì thì mình vẫn phải thay phẫu thuật để thay tiếp, còn ở mức độ mà nhìn thấy được thì lời khuyên của bác sĩ là mình cứ cố gắng là duy trì ở mức độ đấy, chứ đừng phẫu thuật mà thay nhiều tiếp ấy, thì không cẩn thận là nó gây ra biến chứng mà nó còn làm cho thị lực của bác nó giảm hơn. Thế thì đối với cái bệnh mắt của bác ấy, thì hiện nay ấy, thì nếu như mình có dấu hiệu viêm hay là đau nhức thì mình phải đi khám và điều trị những cái tình trạng viêm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Thế còn song song với nữa thì bác có thể sử dụng thêm, nếu như nó có khô mắt thì bác có thể mua thêm cái nước mắt nhân tạo ấy, có bán nhiều hiệu thuốc về nhỏ hàng ngày để hỗ trợ tức thì cái tình trạng khô mắt, và cũng có tác dụng là giúp rửa và dưỡng mắt cho bác. Thế rồi sử dụng thêm là cái sản phẩm omega 3 để giúp hỗ trợ điều trị, giúp hỗ trợ điều trị khô mắt cũng như là tình trạng thoái hóa điểm vàng mà ở cái tuổi của bác cũng rất là dễ bị. Thì trong cái trường hợp này thì nó cũng có tác dụng hỗ trợ cho cái tình trạng là cái thị lực của bác nó không bị giảm nhanh hơn thôi, chứ nó cũng không thể có tác dụng là điều trị cho mắt của bác sáng hơn được. Thì đấy là một vài lời khuyên. Tức là bác có thể đi khám, tốt nhất là bác nên đi khám và điều trị cái tình trạng ở mắt và sử dụng thuốc theo chỉ định bác sĩ chuyên khoa, đồng thời là dùng thêm omega 3 để giúp hỗ trợ điều trị cho trong cái tình trạng như này, và hy vọng rằng là cái thị lực của bác nó không bị giảm nặng hơn nữa. Tôi đang dùng cái nước mắt nhân tạo đấy. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Đấy thì bác cứ dùng cái nước nhân tạo đấy. Hiện nay cái đấy bán rất nhiều các hiệu thuốc và không cần cái đơn của bác sĩ. Thì bác cứ về và cứ nhỏ hàng ngày vài lần vào. Thì nó vừa tác dụng là dưỡng mắt, này vừa tác dụng là chống khô mắt. Để khắc nó có tác dụng là ngay tức thì. Thế rồi song song với nữa thì bác phải dùng thêm omega 3 nhé. Vâng, bây giờ phải dùng thêm omega 3 nữa thôi. Vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, cũng cảm ơn cô Quyền đã gọi điện thoại về cho chương trình. Như vậy là vừa rồi thì bác sĩ cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và giải thích rõ hơn về những cái tình trạng sức khỏe của cô đối cái u não cũng như là cái rối loạn nhịp tim, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của các bác sĩ chuyên khoa đưa ra rồi, và mình cũng cần phải đi thăm khám đều đặn thường xuyên để theo dõi tình hình sức khỏe. Còn với cái tình trạng khô mắt hay là mỏi mắt rồi nhìn mờ, nhìn kém mà cô đang gặp phải thì như bác sĩ cũng vừa mới đưa ra lời khuyên, mình cũng có thể sử dụng thêm omega 3 là một cái thành phần tốt để giúp hỗ trợ cũng như là cải thiện cái tình trạng của mình, và từ đó thì cũng sẽ là giúp cô duy trì được ở một cái mức độ ổn định và không làm cho cái đôi mắt của mình nó mờ hơn. Cũng rất là mong cô cũng sẽ sớm tham khảo thêm sản phẩm omega 3 của Vinh Gia mà ngày hôm nay chương trình đang giới thiệu. Còn nếu như mà cô muốn đặt mua sản phẩm thì Hương Quỳnh cũng xin được chia sẻ cái số điện thoại đường dây nóng miễn cước để giúp cho cô cũng sẽ nhận thêm những cái thông tin cần thiết trong câu chuyện sử dụng omega 3. Đó là số máy 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì nếu như mà bây giờ cô nhanh tay gọi luôn về tổng đài thì cô cũng có thể tham gia vào chương trình khuyến mại là mua 2 hộp omega 3 Vinh Gia thì chúng ta sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Như thế là mình cũng sẽ tiết kiệm được một phần khá chi phí đấy ạ. Nên rất là mong cô cũng sẽ nhanh chóng gọi 1900 1259 hoặc 0896 509 509. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng vừa liên hệ được với một vị khán giả ở Thanh Hóa là chú Tầm, 75 tuổi, có số điện thoại những số cuối là 8898. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả chú Tầm ạ. Chương trình xin chào chú Tầm ạ. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng. Thưa chú, bây giờ chú có thể chia sẻ giúp con là hiện nay thì tình hình sức khỏe của mình ra sao, đối với cả cái đôi mắt của mình thì nó có vấn đề gì mà chú cần bác sĩ đưa ra những cái lời tư vấn thêm đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nha. Dạ. Vì tôi nhỏ lớn lên chỉ có cái con từ đi lúc đi bộ đội về là bây giờ là chỉ con mắt thôi, con mắt trái. Dạ. Mà tôi đã đi ra bệnh viện mắt trung ương rồi. Nói chung là quên hết các cái bệnh viện mắt của từ trung ương xuống đi thành phố. Nhưng mà có một cái việc, cái bệnh của tôi là bị đau bong võng mạc và xuất huyết dịch kính. Một con. Còn một con khác thỉnh thoảng nó cứ nhẹ lại giống con rồng đốm trong mắt. Tôi thấy rồi. Xin hỏi chương trình giúp đỡ tôi, hỗ trợ coi như thế nào để tôi có biện pháp sửa chữa nha.
Dạ vâng. Vâng, xin chào bác. Thì cái trường hợp của bác là xuất huyết võng mạc. Dạ. Xuất huyết võng mạc. Bong võng mạc. Vâng, cái bong võng mạc thì xin thưa với bác rằng là cái bong võng mạc nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà vâng, một trong nguyên nhân hay gặp nhất là do chấn thương. Thì không biết là bác có phải bị chấn thương hay không mà bị tình trạng là bong võng mạc, hay là các cái bệnh lý gì ở xung quanh mắt. Thế thì xin thưa bác rằng là bong võng mạc nó là một cái bong mà nếu như không được xử lý sớm, không được phẫu thuật và điều trị sớm ấy, thì nó để lại cái tổn thương là không hồi phục ở võng mạc. Và như bác có theo dõi chương trình thì tôi nói rằng là võng mạc ở đó nó có cái vị trí quan trọng ở trung tâm của võng mạc là cái hoàng điểm hay là điểm vàng ấy. Thì nó tập trung ở đấy, là có hàng triệu cái tế bào cảm quan, tế bào thần kinh cảm quan để tiếp nhận ánh sáng. Thì khi mà bị tổn thương cái võng mạc, tức là bị bong cái võng mạc ra ấy, thì cái nguy cơ là bị xuất huyết, các cái mạch máu ở xung ở quanh đấy nó bị xuất huyết và nó chèn vào cái vị trí bong ở cái võng mạc đấy, và nó làm cho cái tình trạng là tổn thương võng mạc, và tổn thương ở đây là tổn thương không hồi phục. Thế thì khi mà tổn thương võng mạc này, nếu như mà ngay mới bị thì bác sĩ có thể là đi phẫu thuật để cố định lại cái võng mạc đấy thì có thể cứu được và không bị suy giảm thị lực. Còn nếu trường hợp để lâu quá, nó tổn thương một thời gian dài rồi, thì lúc này có kể cả phẫu thuật cũng không thể nào mà cải thiện được thị lực. Thì trường của bác rất có thể rằng là bác đã để tình trạng nó quá rồi. Và hiện đến thời điểm hiện nay, kể cả bác đi viện mắt trung ương hay viện mắt ở thành phố cũng vậy, bác sĩ cũng sẽ không rất là khó để cải thiện được cái tình trạng cái bong võng mạc của bác. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có một cách là mình điều trị làm sao cho cái bệnh chính của bác. Tức là giờ nếu như bác mắc cái bệnh gì về mắt thì theo tôi thì bác sĩ chỉ dùng thuốc và các cái biện pháp để điều trị, để làm sao cho cái tình trạng bong võng mạc nó không diễn biến nặng hơn, nó không bị tăng lên. Và song song với đó nữa là mình dùng cái thuốc omega 3 kết hợp với nữa là các cái loại nước mắt nhân tạo, rồi các thuốc bổ mắt. Thì rồi nếu trường hợp bị nhiễm khuẩn thì bác sĩ sẽ cho thêm các cái kháng sinh uống tại chỗ, hoặc kháng sinh nhỏ mắt tại chỗ, hoặc là dùng kháng sinh đường toàn thân để điều trị cái tình trạng tại mắt. Chứ cái tình trạng mà đã bị bong võng mạc như vậy rồi thì xin thưa bác rằng bác để lâu rồi sẽ không cải thiện được nữa. Thì theo tôi khuyên với trường hợp này thì bác đã đi các cái bệnh viện mắt trung ương, rồi bệnh mắt của thành phố, thì mình phải sử dụng thuốc theo chỉ các bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối tuân thủ theo cái phác đồ của điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Và song song với nữa thì bác có thể dùng thêm nước mắt nhân tạo để nhỏ mắt này, hay là dùng thêm omega 3 để mà hỗ trợ điều trị trong tình trạng là thoái hóa điểm vàng cũng như là khô mắt. Vâng. Thế thôi. Cảm ơn chương trình. Dạ, vì tôi đã ra viện mắt rồi. Vâng. Chủ khoa đấy mắt là bà Bùi Thị Minh Ngọc. Vâng. Để bố là hay là để mà mổ ra rồi làm sạch sinh hiển trong đáy mắt thì sau là gắn cái keo. Đáng cái keo gì ạ? Tôi thấy tôi hỏi mấy anh bệnh nhân ở thùng phòng thì họ bối không đảm bảo được 3-4 tháng lại bong ra. Cho nên nay là tôi cũng nguyên nhân đang xem cái TV đây thì tôi cảm ơn chương trình. Đúng rồi. Dẫn cho tôi. Còn cái mắt của tôi thì báo cáo các anh là do kêu bị thương trong chiến trường. Đấy, đúng rồi đấy ạ. Đã mấy chục năm rồi. Vâng. Mà đi hết bệnh viện mắt từ trung ương tôi xuống đến các cơ sở nên là tôi quên hết rồi. Vâng. Cho nên không điều trị được. Mà bây giờ là bịt lại còn có thấy không con thôi. Còn dạ, con bên kia là không bao giờ thấy nữa. Dạ. Đấy. Nãy có cái chương trình ta đang xem TV thì tôi lại nguy nhân tiện tôi xin lỗi bác sĩ tôi cố gắng tư vấn có cái cách gì là không. Tôi xin cảm ơn chương trình nha. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Cũng cảm ơn chú Tâm cũng đã gọi về cho chương trình. Như vậy là cũng là những cái vấn đề mình cũng đã gặp từ rất là lâu rồi, từ lúc mà chú còn đang ở trong chiến trường thì cũng dễ phải đến mấy chục năm rồi. Chính vì thế mà đến bây giờ thì một con mắt của mình gần như là không nhìn thấy gì cả, và còn một mắt nữa thôi thì mình cũng phải cố gắng để có thể chăm sóc nó tốt hơn. Như bác sĩ cũng đã vừa mới chia sẻ rất là kỹ về trường hợp của chú thì cũng rất là mong chú cũng sẽ có những cái cách thức để mình có thể chăm sóc, mặc dù là cái thị lực của mình nó cũng sẽ không cải thiện lại, nhưng mà mình phải giữ để cho nó không xấu đi, đúng không ạ? Đúng. Chứ tránh cái tình trạng là nếu như mà mình không chăm sóc cái đôi mắt của mình tốt thì bây giờ đã còn có một bên để nhìn mà nó lại xấu đi nữa thì nó dẫn
dẫn đến cái tình trạng là lòa hay là thậm chí là có thể gây ra mất thị giác thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình. Thì cũng rất là mong chú cũng sẽ có thể tham khảo thêm những cái biện pháp mà ngày hôm nay bác sĩ cũng đã đang nhắc đến. Trong đó thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm omega 3, bởi vì omega 3 thì nó không chỉ là giúp cho cái thị lực của chúng ta được cải thiện hay là để giữ cho một cái đôi mắt nó được sáng khỏe, mà nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan đến sức khỏe tổng quát. Thì bác hoàn toàn có thể tham khảo thêm về sản phẩm này qua hai số điện thoại đường dây nóng Vĩnh Cước, đó là số máy 1900 1259 hoặc 0896 509 509. Một lần nữa cũng xin được cảm ơn chú Tâm cũng đã gọi về cho chương trình. Thưa quý vị, omega 3 Vinsa được sản xuất bằng nguyên liệu omega 3 dạng triglycerid với độ tinh khiết cao, nhập khẩu trực tiếp từ Na Uy với hàm lượng DHA và EPA cao. Viên năng mềm omega 3 Vinsa không chỉ chứa DHA và EPA cao mà nó còn có kích thước nhỏ là 670mg cho một viên, rất là dễ uống, đặc biệt là đối với trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinsa bổ sung omega 3 dạng triglycerid giúp cơ thể có thể giảm nhẹ bệnh và phòng ngừa các bệnh liên quan đến mắt ở người cao tuổi, cũng như là khô mắt, thoái hóa điểm vàng, người bị mờ mắt, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh đều có thể sử dụng được sản phẩm này. Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn về omega 3 Vinsa thì quý vị đừng quên gọi về tổng đài 1900 1259 hoặc 0896 509 509. Đặc biệt với 100 quý vị khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về hai số điện thoại đường dây nóng này thì cũng sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình khuyến mại diễn ra trong ngày hôm nay. Theo đó, khi mua 2 hộp omega 3 Vinsa thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp omega 3 Vinsa nữa. Nhanh tay gọi 1900 1259 hoặc 0896 509 509 quý vị nhé. Chúng tôi cũng sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe omega 3 Vinsa hỗ trợ tăng cường sức khỏe mắt, trí não và tim mạch cho mọi người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinsa chứa omega 3 triglycerid từ Na Uy với hàm lượng DHA và EPA cao. Viên uống có kích thước nhỏ, dễ uống với trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinsa dùng tốt khi bị xơ vữa động mạch, mỡ máu cao, các bệnh tim mạch, bị khô mắt, mỏi mắt, thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Còn bổ sung omega 3 để duy trì sức khỏe mắt, da. Omega 3 Vinsa dạng triglycerid với hàm lượng DHA và EPA cao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ của chương trình Tư vấn Sức khỏe trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công dụng của omega 3 cũng như là các cách thức để chúng ta có thể chăm sóc đôi mắt, giúp cho đôi mắt tràng sáng khỏe hơn và hơn nữa là tránh gặp phải cái tình trạng thoái hóa điểm vàng hay là khô mắt, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Và để có thể tìm hiểu về những vấn đề này thì quý vị có thể gọi về cho chúng tôi thông qua hai số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chương trình, số máy 0827-365-365 và 0826-365-365. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với nội dung của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, nhắc đến những cái vấn đề liên quan đến đôi mắt thì có thể thấy rằng là có rất là nhiều vấn đề mà nếu như mà chúng ta bỏ lơ qua thôi thì nó cũng sẽ gây ra những cái ảnh hưởng không nhỏ. Trước tiên là đến đôi mắt của chúng ta và sau đó thì đến chất lượng của cuộc sống. Và trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những cái loại omega 3 để giúp bổ sung những cái hoạt chất tốt này cho đôi mắt của chúng ta, nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể là một cái người thông thái để lựa chọn từ omega 3 ở trong nước rồi đến những cái sản phẩm sách tay hay là những cái sản phẩm ngoại nhập. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được một cái sản phẩm omega 3 tốt cho những cái người mà gặp phải cái tình trạng khô mắt hay là thoái hóa điểm vàng, nó cần phải có những yêu cầu gì thì rất là mong bác sĩ cũng dành thời gian để chia sẻ thêm với quý vị khán giả. Đúng như vậy, thì hiện nay trên thị trường thì đúng có rất là nhiều loại omega 3 từ hàng sách tay, hàng nhập khẩu chính thức hay là hàng sản xuất trong nước. Và nói chung là người tiêu dùng cũng chỉ quan tâm đến lựa chọn những cái sản phẩm là do nguồn gốc này hay là do cái sản phẩm mà theo giá cả này, chứ chúng ta chưa quan tâm đến thực sự chất lượng của nó như thế nào. Thế thì để mà lựa chọn được cái omega 3 tốt thì thứ nhất phải cái omega 3 đạt, thứ nhất là phải đạt là phải đảm bảo rằng đó là omega 3 dưới dạng triglycerid. Tại sao như vậy? Là bởi vì là omega 3 dưới dạng triglycerid ấy thì nó sẽ giúp đây là dạng bền vững và nó không bị chuyển hóa thành những cái sản phẩm mà có hại. Thế rồi nó lại không chứa những cái những cái thành phần mà như là độc hại, như là kim loại nặng này hay là những cái tạp chất không tốt cho sức khỏe. Thì bên cạnh cái omega 3 dưới dạng triglycerid và có một loại omega 3 nữa, đó là omega 3 dưới dạng ethyl ester. Thì cái loại ethyl ester này thì nó lại là một cái sản phẩm là trung gian trong quá trình mà cô đặc cái sản phẩm omega 3 dưới dạng triglycerid. Vì nó dạng trung gian như vậy cho nên việc chuyển hóa nó cũng mất thời gian hơn này. Thế rồi nó lại không bền vững này, và có thể là chuyển nó bị có thể là biến đổi thành những cái sản phẩm mà có hại.
Và một cái điểm nữa, ưu điểm của omega 3 triglycerides đó là nó hấp thu cao hơn khoảng 70% so với omega 3 dưới dạng ethyl ester. Dạ. Thì đấy là những cái ưu điểm của omega 3 dưới dạng triglycerides. Cái yếu tố thứ hai để lựa chọn sản phẩm đó là cái nguồn nguyên liệu. Cái nguyên liệu cũng rất là quan trọng. Bởi vì là nếu như các cái công nghệ mà bào chế, cái công nghệ mà sản xuất cái omega 3 mà không được tốt, hay là cái nguồn nguyên liệu mà chúng ta lấy, chẳng hạn cụ thể ở đây chúng ta lấy từ nguồn nguyên liệu là cá hồi, dạ, thì không được tốt, thì việc mà cho ra sản phẩm cũng không đảm bảo chất lượng. Và ở đây cái nguồn nguyên liệu mà tốt phải nói đến đó là nguồn nguyên liệu từ cá hồi Na Uy. Tại sao tôi nói cá hồi Na Uy là bởi vì là ở Na Uy là cái nước Bắc Âu, cái môi trường nhiệt độ của nó rất, họ rất là thấp, và họ có công nghiệp nuôi trồng, nuôi thủy sản của nó rất là tiên tiến hiện đại. Và ở Na Uy là một cái nước mà xuất khẩu thủy sản cao thứ hai thế giới. Và cái vùng biển của Na Uy thì họ lại nuôi trồng cái cá hồi, họ nuôi cái cá hồi, họ dùng các cái lồng ở ngoài bờ biển, ở ngoài biển, và nó gần giống như là cái cá hồi đó, nó gần giống phát triển, gần giống như trong tự nhiên. Và với cái môi trường lạnh ở vùng biển Bắc Âu ấy, thì nó giúp cho cái con cá hồi của Na Uy nó có những cái phát triển, những cái tế bào mỡ của nó cao hơn rất là nhiều so với những cái loại cá hồi khác. Thì đấy là nguồn nguyên liệu rất là quan trọng, bởi vì đấy vậy tôi phải nói rằng cái nguồn nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm omega 3. Cái thứ ba nữa đó là cái omega 3 nó phải đảm bảo được cái độ tinh khiết cao, và cái tỷ lệ DHA và EPA là phải đảm bảo tỷ lệ 4:1. Dạ. Bởi vì sao? Bởi cái tỷ lệ 4:1 này là tỷ lệ mà nó là cái tỷ lệ sinh lý, tức là có trong sữa mẹ, là cái hàm lượng DHA và EPA nó đảm bảo cái tỷ lệ 4:1. Và vì thế đối với omega 3 mà khi mà có cái hàm lượng là DHA trên EPA nó xấp xỉ 4:1 thì nó rất là phù hợp đối với phụ nữ mang thai và trẻ em đang độ tuổi tăng trưởng. Cái thứ tư nữa đó là cái sản phẩm omega 3 đấy phải được tinh khiết, là được cô đặc để đảm bảo làm gì, để làm giúp cho cái viên uống nó nhỏ. Dạ. Khi mà viên uống nó nhỏ như vậy thì nó rất là thuận lợi sử dụng đối với người, nhất là trẻ em này, thế rồi người trung niên và cao tuổi. Những người cao tuổi mà việc mà ta dùng một cái viên mà có khối lượng lớn như vậy, có kích thước lớn như vậy rất là khó khăn. Thế thì cái omega 3 nó phải đảm bảo cái độ tinh khiết, được cô đặc tốt và làm cho cái viên uống nó nhỏ đi rất là nhiều. Thế rồi một cái điểm nữa đó là cái omega 3 đấy phải được sản xuất ở các cái nhà máy đảm bảo cái chất lượng, đảm đạt cái chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới, và phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thế thì đấy là những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí để lựa chọn sản phẩm omega 3. Và cái omega 3 binh ra thì mỗi một viên là chứa khoảng 200mg omega 3, trong đó thì cái tỷ lệ DHA và EPA nó xấp xỉ 4, và cũng được sản xuất ở các cái nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới, và được nhập khẩu nguyên liệu từ Na Uy thì đảm bảo đầy đủ được các cái tiêu chí như tôi vừa trình bày. Và như vậy omega 3 binh ra với hàm lượng một viên là 200mg là rất phù hợp để lựa chọn. Dạ vâng ạ, như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong bất cứ một cái sản phẩm nào thì cũng sẽ có ghi những cái phần là hàm lượng của các cái chất dinh dưỡng đúng không ạ? Thì chúng ta cũng cần phải nhìn vào đó để xem là cái sản phẩm omega 3 mà chúng ta có ý định sử dụng nó sẽ thuộc những cái dạng nào. Và như bác sĩ vừa mới nói, với dạng triglycerides là cái dạng mà dễ hấp thụ, chứ còn đâu nếu như mà chúng ta và mua những cái dạng khác thì nó có thể khó hấp thụ hơn, và như vậy thì cái quá trình để mang cái kết quả nó cũng sẽ lâu hơn. Chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà có omega 3 với cái thành phải là omega 3 triglycerides, như thế thì nó cũng tốt. Và chúng ta cũng phải xem là cái nguồn nhập khẩu nó từ đâu nữa ạ. Và ngoài ra thì có một cái tỷ lệ mà bác sĩ cũng vừa mới nhắc thì Hương Quỳnh cũng xin được chia sẻ lại với quý vị, đó chính là hàm lượng DHA và EPA theo tỷ lệ 4:1. Như vậy thì nó cũng sẽ tốt nhất đối với sức khỏe của chúng ta. Và quý vị có thể tham khảo thêm với sản phẩm omega 3 Vinh Gia. Đây cũng là một cái sản phẩm mà có chứa omega 3 dạng triglycerides. Ngoài ra thì nó cũng được chiết xuất với cái công nghệ cao, theo đó thì mang đến một cái độ tinh khiết tốt, có thể sử dụng phù hợp đối với sức khỏe của mọi người trong câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm omega 3 Vinza, quý vị đừng quên gọi về tổng đài tư vấn 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tổng đài 0827 365 365 và 0826 365 365. Lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu kết nối của chị Sang ở Bạc Liêu. Cô Sang năm nay 63 tuổi ạ, và có số điện thoại những số cuối là 8708. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả cô Sang ạ. Chương trình xin chào cô Sang ạ.
Dạ, chào chị. Dạ vâng, cô Giang thân mến, cô có thể cho con biết là hiện nay thì tình hình sức khỏe của mình có những cái vấn đề gì mà cô còn đang băn khoăn lo lắng, cần được bác sĩ tư vấn thế ạ? Dạ, tôi đã mổ hai mắt. Dạ. Một mắt thì 6 năm, một mắt 2 năm. Mà sao bây giờ tôi vẫn mờ? Dạ vâng, nhưng mà cô bị cô mổ là mổ đục tủy tinh thể hay là mổ gì? Tinh thể, đúng rồi. À vâng ạ. Thế thì con mời cô lắng nghe những cái chia sẻ của bác sĩ ạ. Dạ. À, dạ vâng, xin chào bác. Bác đã mổ đục tủy tinh thể được một mắt thì 8 năm và một mắt thì 2 năm nay. Như hỏi bác là cái lúc, cái thời điểm mình mổ như vậy thì mắt, cái thị lực của bác có còn nhìn thấy được không? Dạ, nhìn thấy sáng hơn. Và mổ xong thì thấy nó lại kém đi hay là thế nào ạ? Mổ xong khoảng chừng 3 năm nay là kém đi. Dạ vâng, thì đấy, thì đây là một trong những cái mà một cái cũng không, một cái điều mà không mong muốn của bác sĩ là rất nhiều người chứ không riêng gì bác đâu ạ. Là sau khi mổ, sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể thì cái thị lực của nó chỉ cải thiện được một thời gian. Sau đó thì nó lại xấu đi nhanh hơn. Và vì cái điều này cho nên là cái chỉ định mổ đục thủy tinh thể là nhiều khi là phải rất là chặt chẽ. Chẳng hạn như là khi mà mắt của bác còn chấp nhận nhìn được, còn trong nó chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và ở cái mức độ nào đó mình vẫn chấp nhận được thì bác sĩ sẽ không mổ. Bởi vì sao? Bởi vì mổ thì nó sẽ được, có thể được một thời gian ngắn, sau đó thì nó diễn biến, nó sẽ bị cái tình trạng đục thủy tinh thể nó sẽ bị nặng hơn, chứ nó không có dấu hiệu tốt hơn. Trừ trường hợp là những người mà cái thị lực của mình nó quá kém, tức là thị lực người ta thấy rằng không nhìn gì cả, nếu không phẫu thuật thì mình không nhìn gì cả, cái đục thủy tinh thể nó quá nặng rồi thì lúc đấy bác sĩ mới đặt vấn đề là phẫu thuật. Và khi phẫu thuật trường hợp này thì để cải thiện được thị lực phần nào, tốt hay phần đấy, nhưng cũng không hy vọng rằng nó sẽ kéo dài được, mà sau một thời gian cái thủy tinh thể mà mình thay vào đấy nó cũng sẽ mờ đi. Thì đây trường của bác ấy, thì như tôi đã thấy rằng là thời gian đầu thì nó tốt nhưng sau đó nó sẽ mờ đi, thì cái đây là cái cũng là một trong những cái bệnh cảnh rất là thường gặp ở những người mà sau được mổ đục thủy tinh thể. Thế thì trường hợp này thì có mấy cái điểm như này. Thì trường hợp thứ nhất, nếu như bác mà đi phẫu thuật thì tốt nhất là bác nên đi, đã đi phẫu thuật rồi thì tốt nhất là bác nên đến cái chỗ mà phẫu thuật cho bác ấy để khám kiểm tra lại xem là có, nếu như cái thị lực của mình mà nó ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Hiện nay tuổi của bác như tôi được biết thì bác vẫn có 63 tuổi, vẫn còn khá là trẻ. Thì có thể cân nhắc là mình có thể là mổ tiếp để nó cải thiện được thị lực phần nào. Còn trường hợp mà bác sĩ bảo là không phẫu thuật được nữa, mà phẫu thuật nữa thì nó không cải thiện được, mà không phải cái nguyên nhân do thị lực giảm, nó do đục thủy tinh thể, mà do nguyên nhân khác nữa, chẳng hạn như do thoái hóa võng mạc này, thoái hóa hoàng điểm ấy, hay là các trường hợp mà vẩn đục dịch kính ấy, thì lúc đấy bác có thay thủy tinh thể thì nó không cải thiện được. Chính vì thế bác phải đi khám để kiểm tra lại xem là trường hợp nếu đúng là do đục thủy tinh thể, do mình phẫu thuật thủy tinh thể mà mình có thể cân nhắc là thay lại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình điều trị những cái bệnh lý xung quanh, chẳng hạn như mình có bệnh lý về viêm kết mạc, viêm giác mạc hay là viêm màng bồ đào, viêm bóng mắt vân vân, thì những cái bệnh lý đấy nó cũng gây ra tình trạng là mờ mắt, suy giảm thị lực, hay là cái bệnh cảnh mà ở trong chương trình hôm nay có nói đến, đó là khô mắt và thoái hóa hoàng điểm, nó cũng có gây ra tình trạng là bị suy giảm thị lực. Và thấy rằng có đến 50% những người bị mù mắt là nguyên nhân là do suy giảm, do thoái hóa hoàng điểm. Vì thế trường của bác cũng không loại trừ được. Vì thế nếu như mình mổ phẫu thuật rồi nhưng phẫu thuật cái thủy tinh thể đấy mà nó không cải thiện thị lực thì có thể là nguyên nhân mở mắt là do cái nguyên nhân khác nữa, thì đấy là tốt nhất là bác nên đến cái bệnh viện phẫu thuật cho bác để khám kiểm tra lại. Thế còn song song với nữa thì bác có thể là sử dụng thêm cái sản phẩm như omega 3 hay là mua thêm cái sản phẩm nước mắt nhân tạo về để nhỏ mắt hàng ngày để nó làm giảm cái tình trạng khô mắt và có tác dụng là dưỡng mắt. Thế rồi omega 3 nó cũng giúp giảm cái nguy cơ bị khô mắt cũng như là giảm cái tình trạng diễn biến nặng của thoái hóa điểm vàng, thì qua đó thì nó cũng làm cho cái tình trạng mờ mắt của bác không bị diễn biến nặng hơn thôi. Chứ cái mắt nó đã mờ vậy rồi, xin thưa bác rằng rất là khó để mà cải thiện được thị lực hơn nữa, bác nhé. Dạ vâng ạ. Nghe người ta nghe nói là bây giờ mình đi bắn tia laser gì đó bác sĩ, có đúng không bác sĩ? À, cái đấy thì cũng không hẳn đúng đâu bác ạ.
bắn tia laser, chắc là ý bác muốn nói đến đấy, cái phẫu thuật phaco hay là phẫu thuật lasik, tức người ta dùng các cái tia laser đấy để phẫu thuật trong một số bệnh cảnh cụ thể chứ không phải là trong cái mổ phẫu thuật đục thủy inh thể đâu ạ. Chẳng hạn như trong phẫu thuật cận thị này, hay là trong phẫu thuật về giác mạc ấy, chứ một số trường hợp mà bị ghép giác mạc ấy, thì người ta có thể dùng cái tia đấy để người ta dùng phẫu thuật bằng cái laser đấy, chứ không, nó không phải trong cái trường hợp mà bị đục thủy inh thể mà phẫu thuật bằng cái đấy đâu bác ạ nhé. Với mắt con mắt trái của tôi đó bác sĩ, nó có mọng thịt. Dạ. Nó có một ít thôi à. À vâng, cái trường hợp mọng thịt thì cũng có thể là mổ bằng cái tia laser như bác nói, tức là mổ bằng các cái dùng các cái, thay vì dùng cái dao mổ thường thì bác sĩ dùng các cái tia để người ta dùng các cái tia người ta gọi là dao laser hay là dao điện ấy, để người ta vát đi để bắn, tức là để làm để bóc đi cái lớp mọng thịt đấy. Thì chiều của bác, nếu mọng thịt mà nó che kín đồng tử thì bác cũng nên đi phẫu thuật. Và phẫu thuật đúng chiều của bác, như bác nói đúng là có thể là dùng cái phương pháp laser để mổ cái mọng thịt trong trường hợp này. Tại vì hôm trước khi mổ thì có nói với bác sĩ là giải quyết cái mọng thịt luôn. Vâng. Bác sĩ nói là không cần. Dạ. Nhưng mà sau một thời gian sau là mọng thịt đấy mà nó to ra, nó có thể che kín đồng tử thì là phải phẫu thuật đấy bác ạ. Nếu đến thời điểm này mà cái mọng thịt của bác nó to thì phải phẫu thuật đấy bác ạ. Dạ. Dạ. Nhá. Thì trường hợp này. Cái nào là nguy hiểm hay bác sĩ? Nó không phải là nguy hiểm mà nó chỉ là mờ mắt đi. Cái mọng thịt của nó rất là lành thôi, nhưng nó chỉ là mờ, nó che kín đồng tử thì mắt của bác sẽ không nhìn thấy gì cả. Thì trường hợp này bác nên đến cái bệnh viện mà phẫu thuật cho bác ấy để cân nhắc là mổ cái mọng thịt đấy đi bằng cái tia laser bác ạ nhé. Dạ. Vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Cảm ơn cô Sa cũng đã gọi về cho chương trình và hy vọng là trong thời gian tới thì cô cũng hiểu rõ hơn về cái tình trạng sức khỏe của đôi mắt. Như vậy đối với cô thì mình cũng đã mổ đục thủy tinh thể rồi, và đến thời điểm này như bác sĩ cũng vừa mới đưa ra những cái lời khuyên, cô cũng nên đi thăm khám lại khi mà mình thấy là cái đôi mắt của mình lại nhìn kém đi, thì mình để xem là cái chất lượng của cái thủy tinh thể mà mình thay vào nó còn tốt hay không. Nếu như mà trong trường hợp là do cái đục thủy tinh thể mà mình đã thay rồi mà nó lại gây ra tiếp cái tình trạng mờ mắt thì mình có thể thay mới một lần nữa, mình có thể phẫu thuật để làm cho cái đôi mắt của mình nó cũng sẽ nhìn tốt hơn một chút. Còn đối với cả cái tình trạng là mắt mình đã mờ đi rồi, nếu mà để bảo là lấy lại thị lực như ban đầu hay là để cho nó tốt hơn thì rất là khó, đúng không ạ? Ừ. Chúng ta chỉ cố gắng để có thể duy trì nó ở cái mức độ đấy để không làm cho nó xấu đi thôi. Thì cô có thể tham khảo thêm với omega 3 Vinh Gia. Đây là omega 3 với dạng triglycerid, thì nó cũng sẽ dễ hấp thu và nó cũng sẽ cung cấp thêm DHA và EPA cho mắt, từ đó thì cũng sẽ là duy trì cái sức khỏe của đôi mắt. Ngoài ra thì omega 3 cũng là một cái sản phẩm sử dụng tốt cho cơ thể của chúng ta, và nó cũng sẽ cung cấp một số những cái dưỡng chất cần thiết trong câu chuyện chăm sóc tim mạch. Thì cô cũng có thể tham khảo thêm qua tổng đài 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, với 100 quý vị khán giả đầu tiên gọi về hai số điện thoại đường dây nóng này cũng sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình mua 2 hộp omega 3 Vinh Gia thì sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Nhanh tay gọi 1900 1259 hoặc 0896 509 509 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thông qua số điện thoại đường dây nóng 0827 365 365 và 0826 365 365. Chúng tôi cũng vừa mới kết nối được với cả chú Được 70 tuổi ở Hà Nội qua số điện thoại những số cuối là 4295. Chú cũng đang có câu hỏi cần bác sĩ giải đáp, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này ạ. Hương Quỳnh xin chào chú Được ạ. Dạ vâng, chú Được ơi, chú còn nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Vâng ạ. Alo ạ. Vâng. Thưa quý vị, có lẽ là do chờ đợi ở đầu xuyên bên kia một lúc nên là chú cũng lại quên mất dập điện thoại đi để xem TV rồi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết nối lại với chú Được trong một vài phút tới. Ở đây thì Hương Quỳnh cũng đã có một số những cái thông tin mà chú đưa ra để nhờ bác sĩ tư vấn, thì cũng xin được phép chia sẻ với bác sĩ để bác sĩ cũng tư vấn qua truyền hình cho chú nếu như mà trong trường hợp chúng ta không kết nối lại được với cả chú Được ạ. Chú Được có hỏi là mắt của tôi bị mờ, có đốm đen trong mắt, nhờ bác sĩ tư vấn là tôi dùng omega 3 được không, và liệu trình giá cả khuyến mại như thế nào. Về phần liệu trình và khuyến mại thì Hương Quỳnh xin được phép tư vấn sau. Còn trước tiên thì cũng rất là mong bác sĩ cũng sẽ đưa ra cho chú những cái lời khuyên liên quan đến cái tình trạng của chú hiện nay ạ. Vâng, đối với trường hợp mà một người 70 tuổi mà có một cái đốm đen ở mắt thì tôi cũng không rõ rằng là cái đốm đen đấy
là mình nhìn thấy cái đốm đen nó bay vơ vẩn trước mắt hay là đốm đen nó hiện ở trên trên mắt chưa phân biệt được cái trường hợp này. Thưa bác sĩ, lúc này thì chương trình kết nối lại được với chú Được rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Và chương trình xin chào chú Được ạ. Alo ạ. Rồi. À vâng. Chú ơi, trước tiên thì con nhờ chú là mình tắt TV đi để nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại đã chú nhá. Bác sĩ Lực, cái bác sĩ nào đấy? Dạ bác sĩ Lực ạ. Chú ơi, con là Hương Quỳnh. Trước khi mình nói chuyện với bác sĩ thì chú có thể giúp con là mình tắt cái TV đi để nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại dễ dàng hơn không ạ? À, cắt rồi. Dạ vâng. Đấy, bây giờ con thấy là chú nói chuyện với con nhanh hơn rồi. Chú ơi, cho con hỏi là hiện nay thì mắt của mình bị mờ và cái đốm đen như thế nào thì chú có thể chia sẻ kỹ hơn là mình nhìn thấy đốm đen hay là mình ra sao để bác sĩ cũng sẽ đưa ra những cái lời tư vấn chính xác hơn cho chú ạ. Thôi thế để hôm nào chú gặp riêng bác sĩ Lực, bác sĩ Lực cùng quê. Bác sĩ Lực bây giờ đang ngồi ở đây rồi chú ạ. Thế là bây giờ chú chỉ cần chia sẻ cái vấn đề với bác sĩ Lực thôi là bác sĩ Lực sẽ đưa ra cái thông tin cần thiết cho chú luôn. Thế thì để hôm nào Dạ, xin mời bác sĩ có thể lên tiếng để cho chú, chắc là chú đang tưởng là không có bác sĩ ở đây ạ. À thế à, vâng. À, không biết là bác có cái mắt của mình là bị đốm đen ấy, là nó đốm đen ở trong mắt hay là đốm đen là mình nhìn thấy cái đốm đen ở trước phía trước ạ? À, đấy là cái câu Lực kia không? À dạ vâng ạ. Thôi thế để hôm nào gặp trình bày riêng cụ thể hơn để là ai cơ. Vâng. Dạ thì, vâng. Ở trên chương trình này thì bác cũng đối với trường hợp này thì nếu như cái đốm đen đấy mà nó là cái đốm đen mà do ở trong mắt đấy dạ. Thì có thể nó là vẩn đục dịch kính. Còn cái đốm đen mà mình nó hiện diện nó, dạ. Tức là mình nó hiện diện ở trong mắt thì mình nhìn thấy cái đốm đen mà do nó vẩn ở trước mắt thì có thể vẩn đục dịch kính. Còn nếu cái đốm đen đấy mà nó hiện ở trong mắt thì có thể đó chỉ là, cũng có thể đó là cái mọng thịt dạ. Thì cái này mình phải khám kỹ thêm thì mình có thể nói được. Thì vì cái bác gọi điện đến đây thì cũng có thể là cái chỗ quen biết cho nên là bác không trao đổi trực tiếp. Dạ, vâng. Thì với trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là cũng hiện tại thì nếu như là vận động dịch kính ý, thì cũng không có thuốc nào điều trị được cả. Mà mình cũng chỉ là dùng cái thuốc để cho nó bệnh cảnh không nặng được hơn mà thôi. Chẳng hạn như mình có thể dùng omega 3 hay là dùng, nếu mà nó khô mắt thì mình dùng thêm nước mắt nhân tạo nữa. Đấy, thế thôi. Như vậy là đối với cả cái lứa tuổi 70 thì thật ra là người cao tuổi thì ai cũng sẽ gặp phải cái tình trạng là mắt mình cũng mờ đi một phần do cái sự lão hóa đúng không ạ? Và ngoài ra thì cũng có thể là do một vài những cái nguyên nhân mà bác sĩ vừa mới nêu ra thì cái đó chúng ta cũng sẽ cần phải thăm khám trực tiếp chứ qua truyền hình mà nhất là bác ấy cũng chưa nói rõ về cái vấn đề này thì thực sự là cũng rất là khó để có thể đưa ra cái lời khuyên kỹ hơn. Ở đây thì bác cũng có hỏi là có dùng được omega 3 hay không thì như bác sĩ Lực cũng vừa mới chia sẻ rồi ạ, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng thêm omega 3 để giúp cho cái tình trạng sức khỏe của đôi mắt nó không bị kém đi. Và từ đó thì mình duy trì ở một cái mức độ ổn định và cũng là để giúp cho bác có một cái sức khỏe tốt hơn nữa. Chúng ta cũng chia sẻ với nhau từ đầu chương trình rồi, omega 3 thì nó không chỉ là tốt cho đôi mắt, nó còn tốt cho trí nhớ, nó còn tốt cho não bộ này, và ngoài ra thì nó cũng là tốt cho những cái bệnh lý liên quan đến tim mạch, thì bác hoàn toàn có thể tham khảo thêm sản phẩm này. Và hiện nay thì cũng đang có một chương trình khuyến mại, tức là mua 2 hộp omega 3 thì sẽ được tặng thêm một hộp omega 3 nữa, và giá của một hộp omega 3 tinh ra là 100 viên là 249.000 đồng. Thì như vậy cũng rất là mong bác cũng có thể tham khảo. Còn để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm omega 3 tinh da và đặt mua sản phẩm thì bác có thể gọi về tổng đài là 1900 1259 hoặc 0896 509 509 ạ. Tại đây thì các bạn tư vấn viên cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn với bác về liều lượng sử dụng sao cho nó phù hợp đối với tình hình sức khỏe của mình. Và một lần nữa cũng xin là cảm ơn bác đã gọi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã liên hệ được với một vị khán giả ở Thái Bình là cô Loan, 64 tuổi, có số điện thoại những số cuối là 2403. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô để xem là hiện nay thì tình hình sức khỏe của cô Loan đang gặp phải vấn đề gì ạ. Chương trình xin chào cô Loan ạ. Dạ vâng, cô ơi, cô cho con hỏi là hiện nay thì sức khỏe của mình, đặc biệt là đối với đôi mắt thì nó có những cái vấn đề gì, cô có thể chia sẻ cụ thể để bác sĩ cũng thể lấy thêm thông tin và đưa ra những cái lời khuyên phù hợp với mình ạ. Mắt của cô thì coi như là cô đi khám ở trên tỉnh dạ. Người ta bảo cô bị thủng đáy mắt, xong giới thiệu đi Hà Nội mổ dạ. Nhưng mà giữa cái dịp nhiều ấy là cô không đi được
cô điều trị ở trên tỉnh mất 12 đứa cô về. Và bây giờ cô muốn hỏi bác sĩ xem là có nên mổ hay không, hay là không mổ được thì phải điều trị như thế nào, bằng phương pháp mà nhỏ thuốc như thế nào? Dạ. Dạ. À, vâng, chị em của bác ấy, như bác có nói là bị thủng đáy mắt thì dạ. Trường hợp này thì là nếu mà hiện nay mà bác đã cái đất thủng khi mà đáy mắt bị thủng ấy, tức là người ta nói rằng là rất có thể đây là trường hợp mà bong võng mạc. Dạ. Và bong võng mạc ấy, thì lúc này là cái dịch có thể là máu hoặc là những cái dịch nó sẽ chèn vào cái vị trí bị bong đấy. Dạ. Nếu mình không mổ sớm thì nó sẽ làm càng ngày nó đè chèn áp vào, nó làm cái tình trạng bong võng mạc của nó. Và chúng ta hình dung rằng hai cái võng mạc và các cái thành phần phía sau võng mạc nó làm một cái lớp nó dính liền với nhau. Dạ. Nhưng khi bị bong ra ấy, mà các cái dịch mà nó chèn vào giữa hai cái lớp đấy thì nó làm càng ngày nó làm cho cái tình trạng cái bong nó càng nặng thêm. Vâng ạ. Với lý do đó, nếu như bác mà có chỉ định mổ thì tôi khuyên rằng là bác nên đi phẫu thuật sớm, bởi vì nếu càng để lâu ấy, thì cái mức độ bong nó càng bị nặng hơn. Vâng. Và khi mà bong nó càng nặng hơn như vậy thì cái thị lực của mình nó càng bị xấu đi. Đấy là, và một trong những lý do mà bị thoái hóa điểm vàng là do cái tình trạng bị bong võng mạc. Và đây là một trong những nguyên nhân là bị mù lòa rất là cao. Thì dạ, đấy là ạ. Tôi khuyên rằng là đối với bác, nếu như có chỉ định phẫu thuật mà bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật như vậy thì bác nên đi phẫu thuật sớm. Bởi vì không có cái thuốc nào, không có bất kỳ cái thuốc nào có thể làm cho cái tình trạng mà bị như bác có mô tả là thủng như vậy mà nó có thể nó cải thiện được. Khi đã bị thủng như vậy, nó cứ cái tồn tại cái vị trí thủng như vậy và dịch tiết nó cứ càng ngày nó càng bị thoát ra và nó lắng động, nó chèn ở vị trí đấy và làm cho tình trạng bị bong nó càng ngày nặng hơn và thị lực càng ngày càng suy giảm hơn. Đấy là cái tình trạng bị thủng như bác có mô tả. Thế còn song song với nữa thì bác có thể là điều trị thêm các cái bệnh cảnh liên quan như là viêm kết mạc, viêm giác mạc bằng các cái thuốc theo chỉ định bác sĩ chuyên khoa, thì sử dụng omega 3 để hỗ trợ điều trị, giúp làm giảm cái tình trạng khô mắt cũng như là tình trạng mà thoái hóa điểm vàng để nó cải thiện được cái phần nào đó. Chứ còn cái mà bác có mô tả nó bị thủng cái đáy mắt như vậy thì mình phải đi phẫu thuật thì nó mới cải thiện được. Dạ vâng ạ, như vậy thì ở đây thì cô cũng đang băn khoăn là mình có nên đi mổ hay không. Thì như bác sĩ cũng vừa mới đưa ra cái lời khuyên rồi, mình nên đi mổ sớm, bởi vì nếu như mà mình tiếp tục để cái tình trạng này nó diễn ra thì nó sẽ làm mờ mắt và rất là có thể dẫn đến mù loà hay không ạ? Đúng rồi, nó có thể làm cho tình trạng là bong võng mạc ngày càng nặng hơn. Và đây là lý do dẫn đến là thoái hóa điểm vàng ngày càng nặng. Và đây là lý do dẫn đến có thể là bị mù vĩnh viễn. Dạ vâng, như thế thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình rất là nhiều. Thế nên là bây giờ cũng sẽ là mong cô cũng đã có cái chỉ định là mình phải mổ rồi, thì mình cũng nên là sớm đi thăm khám. Cô thì cũng vừa mới chia sẻ là do dịch bệnh. Tuy nhiên đến thời điểm này thì đa phần tất cả các tỉnh thành của chúng ta cũng đang cố gắng kiểm soát được dịch bệnh, và cái việc di chuyển giữa các tỉnh thành nó cũng không còn quá khó khăn. Thì mình đang có vấn đề về sức khỏe như vậy, mình cũng nên đi thăm khám sớm để giúp cho cái tình hình sức khỏe ổn định hơn. Đặc biệt là đối với mắt, nó lại là cái vấn đề liên quan đến thị lực và nó cũng làm ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái sinh hoạt khác ở trong cuộc sống nữa. Thì mình cũng cần phải đi thăm khám sớm. Cũng cảm ơn cô Loan đã gọi về cho chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã liên hệ được với chú Ba, 68 tuổi ở Quảng Bình qua số điện thoại những số cuối là 3511. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện của chú ạ. Chương trình xin chào chú Ba ạ. Xin chào tổng đài tư vấn ạ. Dạ vâng. Chú thân mến, chú có thể chia sẻ giúp con hiện nay thì sức khỏe đôi mắt của mình ra sao và chú cần được bác sĩ tư vấn về vấn đề gì thế ạ? Vâng ạ. Tôi xin chào bác sĩ. Tôi là mắt bị 2 năm nay mờ nhòa, thấy không rõ. Cũng ra bệnh viện mắt trung ương khám uống thuốc thời gian không lành. Bây giờ cũng dùng thuốc ở viện cơ sở như dầu cá đồ nhiều rồi không sáng được. Bây giờ trường hợp tôi không muốn mổ mà tôi muốn là có cái thuốc gì mà để uống ngoài cho nó hết mờ hết nhòa, thấy cho rõ nè, nhờ bác sĩ tư vấn có cách gì không ạ? Dạ vâng ạ. Bác sĩ ạ. Vâng, xin hỏi thêm bác một số thông tin là mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác? Bác hôm nay 68 tuổi rồi. Vâng, 68 tuổi. Thế bác đi khám bệnh viện ấy, thì các bác sĩ có chẩn đoán là mình bị mờ mắt là do nguyên nhân gì không? Do đục thủy tinh thể. Nói đục tinh thể, thể tinh gì đó.
À, đục thể thủy tinh, tức là đục thủy tinh thể đấy. Vâng. Thế thì vâng, cái chiều của bác nó khá là rõ là cái đục thủy tinh thể. Hiện tại thì bác có nhìn thấy, xem tivi bác có nhìn thấy hình ảnh gì không hay là? Nói chung nhìn thấy đường nhà trong tivi cũng như ngoài là thấy mờ và nhòe, thấy không rõ. Vâng. Thế cái mức độ và cái mức độ thị lực của bác nó cũng giảm khá là nhiều rồi. Thì cái trường hợp mà đục thủy tinh thể này thì xin thưa với bác rằng là không có cái thuốc nào có thể làm cho nó sáng hơn được đâu bác ạ. Vâng, là cái thủy tinh thể vâng, khi mà nó đục như vậy, nhất là người cao tuổi, những trường hợp của bác ấy, thì là không có thuốc nào là nó làm sáng ra được. Các cái thuốc bây giờ, nếu giả dụ trong trường hợp này dùng thuốc ấy, thì người ta chỉ cố gắng là các cái thuốc bây giờ dưỡng mắt rồi bổ mắt để làm sao cho cái thủy tinh thể của bác không bị đục thêm thôi. Còn không có thể làm sáng hơn được nữa nhá. Thì còn trường hợp của bác này nếu như mà cân nhắc, bác đi khám thì cân nhắc có thể là phẫu thuật thay thủy tinh thể, bởi vì nó đã bị đục quá là nặng rồi, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh hoạt, đến các cái hoạt động hàng ngày rồi, thì chỉ có biện pháp cuối cùng là phẫu thuật. Song song nữa là mình dùng cái thuốc để hỗ trợ điều trị, để làm cho cái tình trạng mà bị đục nó không bị nặng hơn, cũng như tình trạng thoái hóa điểm vàng nó không diễn biến nặng hơn thôi bác ạ nhé. Vâng, nghe nói bộ phẫu thuật là nó được thời gian là nó hay phẫu thuật nó không lâu dài được thời gian, nó lại mờ tối lại, nó không thấy rõ ấy. Đúng như vậy. Tức là có những người thì được vài năm, có những người thì có thể là 5 năm, có người thì được 10 năm bác ạ. Chứ cũng không thể được vĩnh viễn đâu ạ. Thì phẫu thuật mà lâu dài sau này nó tối lại là lo á, và cho nên cũng không dám phẫu thuật đó. Giờ chỉ dùng thuốc cho có cách gì dùng thuốc gì cho nó sáng được, chứ phẫu thuật sợ lắm. Dạ vâng, như bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ rồi, mình cũng phải hiểu rõ là với cái tình trạng đục thủy tinh thể thì mình không có cách thức nào để cho nó sáng lại được. Và hơn nữa là bây giờ đối với lứa tuổi của bác thì mình cũng sẽ có cái là sự lão hóa đi kèm nữa. Nên bây giờ cái mong muốn duy nhất, nếu như mà bác muốn là mắt sáng hơn và có thể nhìn lại được tốt hơn trong một cái thời gian nhất định, thì mình nên là mổ phẫu thuật để thay cái đục thủy tinh thể đi. Thì đó là cái cách thức duy nhất để bác có thể làm thôi ạ. Còn đâu nếu như mà mình vẫn ngại, mình vẫn sợ không muốn đi phẫu thuật, thì mình cũng chỉ có tiếp tục là duy trì cái việc là sử dụng những cái loại sản phẩm dưỡng mắt hay là những cái thuốc bổ mà bác sĩ kê đơn thôi. Nhưng mà nó chỉ duy trì cho bác ở cái mức độ hiện tại thôi. Tức là nó không làm cho mắt của mình kém hơn, nhưng nó cũng không thể nào giúp cho mình sáng hơn được. Thì đó là cái vấn đề mà bác sĩ cũng đã vừa mới chia sẻ và làm rõ rồi. Thì cũng rất là mong bác cũng sẽ cân nhắc để có thể đảm bảo cái chất lượng của cuộc sống, hay là để giúp cho mình nhìn tốt hơn một chút, vẫn có thể tiếp tục làm việc cùng với cả con cháu hay là làm những cái công việc trong gia đình hàng ngày bình thường. Thì bác cũng nên tham khảo thêm về câu chuyện là chúng ta nên mổ cái đục thủy tinh thể, và cũng là giúp cho cái đôi mắt của chúng ta sáng lại. Bây giờ nói thật là nếu mà sáng lại được 5 năm hay 10 năm cũng là quý rồi đúng không ạ? Đúng, đặc biệt là đối với lứa tuổi người cao tuổi thì thôi bác cứ cố gắng bác nhá. Sợ thì sợ, nhưng mà nếu như mà để giúp cho cái chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn thì cũng không tội gì mà mình không làm đúng không ạ? Được rồi, hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú ba cũng đã gọi về cho chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua đó thì có thể thấy là đối với người cao tuổi thì cái tình trạng đục thủy tinh thể hay là cái việc là đôi mắt của chúng ta có thể bị mờ đi cũng diễn ra rất là nhiều, và ai cũng có thể gặp phải cái tình trạng này. Chính vì vậy mà chăm sóc đôi mắt ngay từ lúc mà còn trẻ, ngay từ lúc mà chúng ta mới bắt đầu bước vào tuổi trung niên thôi cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng rồi. Vậy thì làm thế nào để có thể tăng cường sức khỏe cho đôi mắt thì cũng là nội dung mà chúng tôi cũng gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Sử dụng thêm omega 3 với dạng triglycerid để có thể bổ sung thêm DHA và EPA giúp cho đôi mắt sáng khỏe và không gặp phải những cái tình trạng kém đi mờ đi, thì cũng là một trong những cái cách thức tốt nhất để giúp cho chúng ta có được một đôi mắt khỏe này, nâng cao cái chất lượng của cuộc sống. Và đối với sản phẩm omega 3 Vinza là một sản phẩm mà được nhập khẩu cái thành phần omega 3 từ Na Uy, và đó là cái omega 3 dạng triglycerid với đầy đủ DHA và EPA theo hàm lượng tỷ lệ 41, nên là quý vị có thể tham khảo thêm về sản phẩm này thông qua hai số điện thoại đường dây nóng là 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Giá của một hộp omega 3 Vinza 100 viên là 249.000 đồng. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, với 100 quý vị khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 1900 1259 hoặc 0896 509 509 thì cũng sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình, mua hai hộp sẽ được tặng thêm một hộp. Như vậy là mình sẽ tiết kiệm được khá
khá chi phí, khoảng tầm hơn 30% chi phí quý vị ạ. Nên là quý vị hãy nhanh tay gọi 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Omega 3 Vinza thì dùng phù hợp cho người cao tuổi, trẻ em để có thể giữ được một đôi mắt tốt này, một đôi mắt sáng, hoặc là cũng có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai hay là đối với trẻ em đang ở lứa tuổi đi học để tăng cường trí nhớ cũng như là có được một cái trí thông minh tốt hơn thì đều có thể sử dụng thêm omega 3. Ngoài ra thì omega 3 còn tốt cho những người muốn tăng cường sức khỏe nền tảng và đặc biệt là sức khỏe tim mạch, chúng ta cũng có thể sử dụng thêm sản phẩm này. Về công dụng của sản phẩm thì quý vị đừng quên gọi 1900 1259. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, chúng tôi có nhận được câu hỏi của bác Nguyễn Văn Toàn ở Hải Phòng như thế này ạ. Tôi bị thoái hóa hoàng điểm được gần 3 năm rồi, trước mắt tôi rất sáng, đọc báo bình thường. Sau chỉ nửa năm thì mắt kém dần đi và đến năm thứ 2 thì tôi không thể đọc được gì nữa. Hiện tại tôi đang điều trị theo chỉ định của bác sĩ và hôm nay thì tôi có thấy bác sĩ nói đến tác dụng của omega 3 đối với bệnh thoái hóa điểm vàng. Vậy thì với tình trạng bệnh lý của tôi, sử dụng omega 3 có được hay không và sử dụng với liều như thế nào ạ? Dạ vâng, với một trường hợp bị thoái hóa hoàng điểm như tôi đã nói, tức là nó có rất nhiều nguyên nhân mà có thể thoái hóa hoàng điểm, có thể thoái hóa hoàng điểm khô hoặc là thoái hóa hoàng điểm ướt. Thì cái thoái hóa hoàng điểm khô ấy, là nó do cái tình trạng thoái hóa do lão hóa của cơ thể, tức là do các cái tế bào võng mạc, các cái tế bào mắt và tế bào thần kinh ở võng mạc đấy nó thoái hóa từ từ theo thời gian. Nó gây ra tình trạng là bị mở mắt dần. Cái thoái hóa hoàng điểm khô này thì nó cứ diễn biến từ từ tăng dần và đến lúc đó nó sẽ mở và chúng ta không nhìn thấy được nữa. Thế còn thoái hóa hoàng điểm ướt tức là do bị thường hay gặp là do bị chấn thương này, hoặc là do cái bệnh về tăng nhãn áp này hay là bệnh tăng huyết áp này thì nó gây ra tình trạng là xuất huyết và cái xuất huyết đấy nó tràn vào các cái vị trí võng mạc và gây tình trạng là thoái hóa hoàng điểm, và nó cái thoái hóa hoàng điểm khô ướt này nó rất là nặng, diễn biến rất là rầm rộ. Như trường hợp này tôi không rõ rằng là bác bị thoái hóa hoàng điểm là khô hay là ướt, mà tốt nhất phải đi khám bác sĩ, thì mình cứ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa và song song với nữa là mình dùng thêm omega 3 để giúp hỗ trợ điều trị, để làm giảm cái nguy cơ bị thoái hóa hoàng điểm bị nặng hơn. Còn khi nó đã thoái hóa rồi thì việc mà để khôi phục lại nó cũng rất là khó, vì thế mà mình chỉ hy vọng rằng là nó không diễn biến nặng hơn. Như vậy là trong trường hợp này thì tôi vẫn khuyên rằng là chúng ta cứ dùng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Và cái thứ hai là dùng thêm omega 3 nữa. Với cái hàm lượng đối với những người này thì thường dùng cái hàm lượng là từ 800 cho đến 1200mg omega 3 mỗi ngày. Như vậy đối với một cái viên uống mà omega 3 Vinza mà 200mg thì mình dùng khoảng là từ 4 đến 6 viên mỗi ngày là đạt yêu cầu. Dạ vâng ạ, như vậy là đối với chú Toàn thì chú hoàn toàn có thể sử dụng thêm omega 3 Vinza. Mình không mong muốn là nó sẽ nhìn sáng rõ hơn, nhưng mà mình phải để giúp cho nó không bị kém thêm đi, thì như thế cũng sẽ là một trong những cái cách thức để chúng ta có thể chăm sóc đôi mắt tốt hơn. Và như bác sĩ cũng vừa mới phân tích rất là kỹ về cái trường hợp của chú rồi, thì mình có thể sử dụng thêm omega 3 Vinza để giúp duy trì sức khỏe của đôi mắt, và mình cũng nên dùng với liều là một ngày 4 đến 6 viên chia 2 lần. Mình cũng nên là uống vào cái lúc đói để cho các cái thành phần và các cái hoạt chất ở trong sản phẩm nó có thể hấp thu tốt hơn vào trong cơ thể của chúng ta, và sau đó thì mình cũng cố gắng tiếp tục duy trì sử dụng sản phẩm trong thời gian dài. Với omega 3 thì nó không có một cái tác dụng phụ gì cả, chính vì thế mà chúng ta có thể yên tâm sử dụng được. Và thưa bác sĩ, như vậy là đối với cái việc sử dụng omega 3 thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái cách thức sử dụng và nhiều những cái hướng dẫn khác nhau, thì bác sĩ, trước tiên bác sĩ cũng có thể hỏi cho quý vị khán giả được biết thêm là chúng ta nên sử dụng omega 3 như thế nào cho phù hợp và để cho nó mang lại được cái kết quả tốt, được không ạ? Đúng vậy, thì mỗi một đối tượng, mỗi một độ tuổi hay mỗi một cái yêu cầu điều trị khác nhau thì mình dùng một cái hàm lượng nó khác nhau thì nó mới phát huy được cái hiệu quả của omega 3. Thì tùy theo trường hợp, chẳng hạn như là tôi xin nêu ra một vài những cái trường hợp rất là cụ thể. Nhưng đối với lại trẻ em mà từ 2 đến 8 tuổi, là cái trẻ em đang độ tuổi đi học, đang độ tuổi mà có sự phát triển rất là lớn, thì mình chỉ cần dùng cái liều duy trì là một viên omega 3 Vinza một ngày, tức là 200mg omega 3 một ngày là đạt yêu cầu rồi. Còn đối với những người mà trẻ em trên 8 tuổi này, hoặc là người trưởng thành khỏe mạnh ấy, dùng với cái liều để duy trì sức khỏe thì mình dùng với liều là 200 cho đến 400mg mỗi ngày, tức là dùng tương với lại 1 đến 2 viên mỗi ngày để duy trì là đủ rồi. Thế còn tùy theo trường hợp khác, ví dụ như là đối với những người mà
trung niên và cao tuổi để sử dụng với cái mục đích là dự phòng các bệnh lý về tim mạch hay là tăng cường trí não, bảo vệ mắt ấy, thì mình dùng với cái hàm lượng là từ 800 đến 1200 mg mỗi ngày, tức là từ khoảng từ 4 đến 6 viên omega 3 bình ra mỗi ngày. Thế còn đối với phụ nữ mang thai thì mình dùng cái liều cũng tương đối cao hơn một chút đối với cái liều thông thường, đó là mình dùng cái liều là từ 600 đến 800 mg, tức là khoảng từ 3 đến 4 viên omega 3 bình ra mỗi ngày là yêu cầu. Thế còn đặc biệt là những người mà bị mắc cái bệnh cảnh như bệnh nền như là bệnh tăng huyết áp thì mình phải dùng cái liều rất là cao thì mới có thể là cải thiện được. Tức là đối với bệnh tăng huyết áp thì mình vừa phải dùng thuốc để điều trị hạ huyết áp theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa và dùng omega 3 bình ra với một cái liều lượng là 3 gram mỗi ngày, tức là 3.000 mg tương với khoảng là 15 viên omega 3 bình ra mỗi ngày. Từ cái viên omega 3 bình ra ở đây tôi mới nói cái viên là 200 mg thì mình dùng cái liều là 15 viên mỗi ngày. Thế còn đối với người mà rối loạn chuyển hóa lipid máu ấy, thì mình cũng dùng cái liều rất là cao. Tức là vừa dùng thuốc điều trị cái rối loạn chuyển hóa lipid máu theo chỉ định các bác sĩ chuyên khoa thì mình dùng cái omega 3 với cái hàm lượng là 2 gram, tức là 2.000 mg mỗi ngày, tức là tương ứng với lại 10 viên omega 3 bình ra mỗi ngày thì nó mới đảm bảo hỗ trợ điều trị cái tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu. Dạ vâng, như vậy là với mỗi một cái đối tượng thì cái cách thức sử dụng sản phẩm omega 3 nó cũng sẽ khác nhau với cái liều lượng khác nhau. Thì quý vị hoàn toàn có thể tham khảo thêm qua tổng đài 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Khi mà quý vị gọi về đây thì các tư vấn viên cũng sẽ chia sẻ kỹ lưỡng hơn cho mình về cái cách sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả đối với từng trường hợp bệnh của quý vị nhé. Chúng ta cũng nên là lắng nghe ý kiến của các tư vấn cũng như là của các bác sĩ để có được một cái cách thức sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đối với sản phẩm omega 3 Vinza thì cũng đang có chương trình khuyến mại cho 100 khách hàng đầu tiên nhanh tay gọi về 1900 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Theo đó khi mua 2 hộp omega 3 Vinza quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đến với tổng đài 0827 365 365 và 0826 365 365. Lúc này thì chương trình cũng vừa kết nối được với chú Hùng ở Hà Nội. Năm nay chú 55 tuổi, có số điện thoại những số cuối là 8402. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chú ạ. Chương trình xin chào chú Hùng ạ. Alo, xin chào chương trình ạ. Dạ vâng. Chú ơi, con nghe giọng chú thì thấy vẫn nhanh nhạy và vẫn là khỏe khoắn lắm. Nhưng mà với đôi mắt của mình thì hiện nay có vấn đề gì mà chú cần bác sĩ tư vấn thế ạ? Rồi, thế thì xưa mới chương trình ạ. Dạ. Tôi là đã thay tinh thể được 3 năm rồi. Dạ vâng. Đấy, nhưng mà cái trước về thì nó bình thường, nhưng mà thời gian 1 năm nay ấy, là cứ đọc báo ấy, mới hoặc là nhìn điện thoại ấy, nó dạ, chỉ tầm độ 5 phút hoặc 7 phút thôi mà là mắt nó cứ mờ luôn, nó nhẹ luôn đấy. Lúc mới đầu nhìn thì rất tinh, nhưng mà chỉ được 5 hoặc 7 phút thôi là nó lại cứ nhẹ nhẹ, không đọc được nữa. Dạ. Thế cho tôi hỏi là có dùng cái omega 3 được không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Xin chào anh, tôi thấy rằng anh còn khá trẻ mà đã phải thay thủy tinh thể rồi. Mình mới 55 tuổi mà đã phải thay thủy tinh thể rồi. Đây là trường hợp mà thay tương đối sớm ạ. Mà lại, vâng, mà lại thay 3 năm gần đây rồi, 3 năm nay rồi, tức là mình mới thay từ cái thời điểm mà 52 tuổi. Như vậy là mình thay như vậy là rất là sớm nhá. Thì tôi không rõ là cái bệnh cảnh cái lúc anh thay như vậy là cái lúc đấy cái mắt của mình nó có cái thị lực của mình có giảm nhiều lắm không mà mình đã phải thay rồi. À, lúc ấy thì mắt nó kém lắm, không thể nhìn được ấy. À thế à, vâng, có thể là mắt có đi khám ở đi khám cho người ta yêu cầu phải thay luôn mà. À thế à, vâng, như vậy đi khám là cái có 1.5/10 thôi. Vâng, vâng, như vậy là cái thị lực của mình do đục thủy tinh thể nó giảm quá là nhiều. Thế thì ở đây tôi cũng phải nói mới giải thích với anh cái cơ chế là khi mà ta thay thủy tinh thể mới là người ta treo vào các cái cơ mi, các cái thể mi. Khi người ta treo vào như vậy, xin thưa anh rằng là nó không thể nào mà nó như được cái thủy tinh thể nhân tạo, thủy tinh thể thật của mình được cả. Nó không như được như thật của mình cả. Vì cái điều kiện mà người ta treo vào như vậy cho nên là cái điều tiết của nó rất là kém. Và vì cái điều tiết kém vậy cho nên mình đọc năm lúc mới thì mình có thể là điều tiết tốt, thì mình có thể đọc năm vài phút là nó có thể là vẫn 10 phút thậm chí 2 phút cũng được. Thế nhưng mà sau một thời gian là các cái cơ thể mi đấy nó cái khả năng điều tiết nó kém đi. Và vì cái lý do như vậy cho nên là càng về sau thì điều tiết của nó càng kém, và cái thời gian mà mình đọc sách, đọc báo rồi xem tivi nó sẽ nhanh bị mỏi mắt hơn rất là nhiều và nhanh bị nhòa mắt hơn rất nhiều. Trường hợp này thì không,
Của tôi là xem tivi là vẫn bình thường, nhưng chỉ có đọc báo ấy hoặc là nhìn điện thoại lâu này. Đấy, đúng rồi đấy ạ, đúng cái bệnh gì đấy. Vâng. Chỉ được 5 đến 7 phút thôi là nó cứ nhòe mắt rồi. Đúng rồi, bởi vì mình xem tivi vẫn bình thường mà. Mình xem tivi là mình không tập trung. Thứ nhất, nếu mà anh để ý rằng là mình xem tivi là mình không tập trung rất là nhiều vào tivi, mà mình có thể nhìn đến vị trí khác. Thế nhưng khi anh đọc báo hoặc xem điện thoại là lúc đấy mắt đòi hỏi tập trung rất là cao độ. Mình phải nhìn chú tâm vào đấy, và cái điều tiết trong trường hợp mà xem đọc báo và xem điện thoại nó cao rất là nhiều, và vì thế mà cái mức độ mỏi mắt của nó nhanh hơn rất là nhiều. Còn xem tivi mình có thể là nhìn, nó rất là có thể nhìn xa hơn này. Thế rồi cái thời điểm, cái thời gian xem mình cũng có thể nhìn đến vị trí khác được, cho nên là khả năng điều tiết của mắt nó cũng đỡ bị căng thẳng hơn. Thì trong trường này tôi khuyên rằng là mình không nên đọc báo nhiều, không nên đọc điện thoại nhiều. Hoặc là mình có thể đọc nhiều nhưng mà mình cũng có thể là có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng hạn bình thường mình đọc 5-7 phút thì mình chỉ đọc độ vài phút mình đã nghỉ rồi. Thì đấy là cái trường hợp bệnh cảnh trường này. Nhưng thưa anh rằng là cái đối với lại cái mổ đục thủy tinh thể thì nó không thể kỳ vọng hơn được nữa. Tức là cố gắng ấy, là có được vài năm. Thậm chí có những người vài năm, 5-10 năm sau là nó sẽ lại bị đục trở lại, tức là nó sẽ mở mắt trở lại thôi, chứ nó không thể vĩnh viễn được cả. Cho nên trường hợp của anh như vậy, tôi thấy rằng hiện tại mình vẫn đọc tốt, là sau 3 năm vẫn đọc tốt như vậy, tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những thành công rồi. Cho nên mình cố gắng mình duy trì nó, mình bằng cách mình bảo vệ nó bằng cách là mình không đọc sách báo mà tập trung trong thời gian quá dài. Chẳng hạn như mình thấy 5 phút nó mở rồi, mình chỉ đọc 3 phút thôi, mình đã nghỉ ngơi rồi, sau đó mình đọc tiếp. Thế rồi mình có thể dùng thêm các cái dưỡng mắt nữa, như là mình có thể nhỏ thêm cái nước mắt nhân tạo để cho nó đỡ bị khô mắt. Những người mổ thủy tinh thể này nguy cơ khô mắt rất là cao, cho nên là mình có thể nhỏ thêm thường xuyên cái nước mắt nhân tạo ấy. Anh có thể mua hiệu thuốc về, hay là dùng thêm omega 3 mà tôi có nói trong chương trình nữa, để nó hỗ trợ thêm tình trạng khô mắt hay là thoái hóa điểm vàng nhé. Thì đấy là những biện pháp hỗ trợ trong trường này thôi, chứ còn nó cũng không thể làm gì hơn được trong trường này. Dạ vâng ạ. Như vậy là vừa rồi thì bác sĩ cũng đã đưa ra cái lời khuyên cho chú Phúc, và mình cũng thấy rằng là cái câu chuyện là mình đã mổ đục thủy tinh thể, vâng, chúng ta nói chuyện với chú Hùng thì chúng ta cũng thấy rằng là mình đã mổ đục thủy tinh thể rồi, thì như bác sĩ cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình, đối với rất là nhiều trường hợp mình mổ rồi thì không có nghĩa là nó sẽ duy trì được mãi mãi, nhưng mà đối với cả cái trường hợp của chú đến hiện tại thì chú vẫn đang có thể nhìn được tốt, nhưng mà mình cũng có một số những cái vấn đề thì mình có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ để giúp nó duy trì được cái kết quả đó. Ví dụ như là đối với omega 3 tinh da hay là với dạng nhỏ thì mình nên sử dụng thêm cái nước mắt nhân tạo, như thế thì nó cũng sẽ giúp cho cái đôi mắt của chúng ta giữ được một cái sức khỏe nhất định. Thì chú cũng có thể gọi về tổng đài 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để nhận những thông tin cần thiết hơn trong câu chuyện chăm sóc đôi mắt, và đặc biệt là sử dụng omega 3 như thế nào cho hợp lý và phù hợp với tình hình sức khỏe của chú. Một lần nữa cũng xin được cảm ơn chú Hùng đã gọi điện thoại về cho chương trình, và chúc cho chú sẽ có được sức khỏe của đôi mắt tốt hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo ạ. Chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu kết nối của anh Chiến ở Vĩnh Phúc, 57 tuổi, bị có vấn đề cũng đang cần bác sĩ tư vấn, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả anh Chiến ạ. Chương trình xin chào anh Chiến ạ. Alo ạ. Dạ vâng. Không biết là lúc này thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái tình hình sức khỏe đôi mắt của anh với bác sĩ, để bác sĩ cũng sẽ đưa ra những cái lời khuyên phù hợp cho mình được không ạ? Vâng, tôi muốn hỏi bác sĩ là cái là kiểu đôi mắt của tôi nó đi khám ở dưới trung ương là nó bị là khô đáy mắt. Dạ. À, và bây giờ mắt của tôi nhìn mặt trời vẫn nhìn thấy, nhưng nhìn các đồ vật nó không nhìn rõ. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem là có cái làm cách nào cho nó cải thiện mắt của tôi được không? Dạ, anh bị khô. Thực ra anh nói khô đáy mắt thì không hẳn đúng đâu anh ạ. Bởi vì nó bị khô dây thần kinh đáy mắt. Khô dây thần kinh đáy mắt ạ. Tức là vâng, ạ. Vâng, anh khám ở bác sĩ ở đâu? Bác sĩ ở Trung ương ạ. À đây ạ. Vâng. Thực ra thì cái có thể là cái máu nuôi, nếu như trong trường hợp này có thể là cái mạch máu nuôi cho cái khớp dây thần kinh đáy mắt. Anh nghe đợi chú tí nhá. Cái dây thần kinh đáy, vâng, cái dây thần kinh đáy mắt của anh ấy là tức là cái mạch máu nuôi nó không được tốt thì nó có thể gây ra tình trạng là bị giảm cái lượng máu nuôi đến cái võng mạc, thì nó có nguy cơ cao là dẫn đến cái tình trạng là bị khô đáy mắt. Thế thì trong trường hợp khô đáy mắt này thì anh có nói rằng là anh nhìn mặt trời, tôi thì nhìn rõ, nhưng tôi khuyên rằng là nếu mà mặt trời là ánh sáng của nó là cái ánh sáng cường độ rất là cao, mà trong đó có, nếu giả dụ ở buổi trưa thì cái tia tử ngoại rất là lớn và nó gây ra chói mắt, nhòa mắt. Chứ anh, tôi đảm bảo rằng anh nhìn thấy mặt trời một tí là mắt anh sẽ bị chảy nước mắt ngay, anh không là bị lòa ngay, không nhìn rõ gì đâu cả. Thế còn nếu mà nhìn ở dưới ánh sáng mà thông thường ấy,
mà nó mờ ấy, thì anh xem lại xem là mình có thể là có thể sẽ có mắc cái cận thị hay là loạn thị hay không nhé. Thì không biết đi khám dưới Hà Nội, tôi khám bác sĩ bảo là mắt của tôi sang Mỹ không chữa được, nên là tôi ngày bây giờ năm nay tôi 57 tuổi, sức khỏe vẫn vô địch nhưng mà tại mắt nó kém. Dạ. Vâng, thế đối với trường hợp này thì bác sĩ đã khám trực tiếp cho anh mà còn bảo là sang Mỹ không chữa được thì có lẽ là việc mà tư vấn từ xa này rất là khó khăn nhá. Thì theo tôi cho trường hợp này thì anh tốt nhất là anh đến bệnh viện cao nhất là bệnh viện mắt Trung ương để khám. Bệnh cao nhất rồi, chính xác. Tôi đi gần vâng. 5 lần ở bệnh viện mắt Trung ương mới ra. Thì nếu mà trường hợp mà nó tùy theo cái mức độ nhá, nếu mà anh có mắc cái bệnh mà mắc cái bệnh mà chẳng hạn như cái bệnh lý tại chỗ như viêm kết mạc, viêm giác mạc gì đó hay là cận thị, loạn thị gì đó thì bác sĩ khám trực tiếp thì sẽ có lời khuyên tốt nhất cho anh nhé. Dạ vâng. Đối với trường hợp của anh Chiến có lẽ là cũng rất là khó để các bác sĩ có thể tư vấn qua truyền hình, và chúng ta cũng đã đi khám ở bệnh viện mắt Trung ương là cái tuyến cao nhất rồi mà các bác sĩ cũng nói là bây giờ nó không cải thiện được, thì có lẽ là nó cũng sẽ rất là khó để có thể làm những cái biện pháp gì khác, bởi vì đó cũng là cái tuyến chúng ta gọi là tuyến cuối rồi. Thì cũng mong là bây giờ mình cũng sẽ cố gắng để có thể thích nghi được với cả cái vấn đề này, và từ đó thì chúng ta cũng sẽ làm quen dần với câu chuyện là thay đổi cái thói quen sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày bình thường theo một cái hướng mới và nó phù hợp với tình hình sức khỏe của chúng ta. Và hơn nữa là mình cũng không nên quá là căng thẳng về vấn đề tâm lý, bởi vì là nếu như mà chúng ta vẫn căng thẳng về tâm lý thì nó có thể gây ra những cái tình trạng bệnh lý khác, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nền tảng cũng như là chất lượng cuộc sống. Thì cũng rất là mong anh Chiến cũng sẽ tham khảo thêm những cái thông tin mà hôm nay chương trình cũng đã cung cấp, và cũng cảm ơn anh đã gọi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến đôi mắt thì mọi người thường khá là không để tâm lắm đến cái câu chuyện này, nhưng mà qua những tâm sự, những cái chia sẻ của các vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mong rằng mỗi người trong số chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn nhận kỹ hơn, sâu hơn và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của đôi mắt. Chúng ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính vì thế mà chăm sóc sức khỏe của đôi mắt cũng là cách thức để giúp cho chúng ta có được một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, và từ đó thì mọi thứ trong cuộc sống cũng sẽ diễn ra một cách tốt hơn. Và để có thể chăm sóc đôi mắt thì chúng ta cũng nói với nhau rằng là uống thêm omega 3 và lựa chọn những cái sản phẩm omega 3 được chiết xuất từ dạng chi glycerid với độ tinh khiết cao và cung cấp đầy đủ DHA và EPA, cũng là một trong những cái cách thức để chúng ta có thể chăm sóc cho đôi mắt tốt. Quý vị có thể tham khảo thêm sản phẩm omega 3 Vinh Gia. Đây là một sản phẩm được khuyên dùng trong các trường hợp đối với những người có các vấn đề về mắt như là thoái hóa điểm vàng, khô mắt, mỏi mắt, những người phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh tức là các thiết bị điện tử. Omega 3 còn được khuyên dùng để giảm nhẹ bệnh và phòng ngừa các biến chứng liên quan đến tim mạch như là mỡ máu cao, huyết áp cao hay là huyết khối, rồi những các bệnh lý liên quan đến mạch vành, rối loạn nhịp tim, suy tim. Dùng cho những người cần tăng cường trí nhớ, phòng ngừa các chứng bệnh suy giảm trí nhớ hay là giảm sút trí tuệ. Và ngoài ra thì cũng dùng cho trẻ em đang trong giai đoạn học tập cần bổ sung omega 3 để tăng cường trí thông minh và bảo vệ mắt. Phụ nữ có thai đang cho con bú cũng có thể sử dụng thêm sản phẩm omega 3, và hiện nay giá bán của omega 3 Vinh Gia trên thị trường là 249.000 đồng cho một lọ 100 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, với 100 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi 1900 1259 hoặc 0896 509 509 để đặt mua sản phẩm thì cũng sẽ được tham gia vào chương trình khuyến mại. Mua 2 hộp omega 3 Vinh Gia sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1900 1259 hoặc 0896 509 509. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Lực đã đưa ra những cái lời khuyên hữu ích đối với quý vị khán giả trong câu chuyện chăm sóc đôi mắt. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Omega 3 Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 Vinh Gia hỗ trợ tăng cường sức khỏe mắt, trí não và tim mạch cho mọi người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinh Gia chứa omega 3 triglycerid từ Na Uy với hàm lượng DHA và EPA cao. Viên uống có kích thước nhỏ, dễ uống với trẻ em và người cao tuổi. Omega 3 Vinh Gia dùng tốt khi bị sơ vữa động mạch, mỡ máu cao, các bệnh tim mạch, bị khô mắt, mỏi mắt, thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Cần bổ sung omega 3 để duy trì sức khỏe mắt, da. Omega 3 Vinh Gia dạng triglycerid với hàm lượng DHA và EPA cao. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.